Quy Hiểu hôm nay gặp lại mối tình 10 năm, đã chia tay 10 năm giờ gặp lại hai người nhất thời không biết nói gì. Quy Hiểu ấp úng hỏi đối phương, anh có nhớ em là ai không? Lộ Thần lạnh lùng đáp, dù em có hóa thành cho anh cũng sẽ nhận ra. Lộ Thần chỉ chào hỏi khách sáo vài câu với bạn bè, sau đó anh lạnh lùng lên xe rời đi. Lộ Thần đi thẳng mà không thèm chào Quy Hiểu đến một câu khiến cô rất buồn. Lộ Thần lên xe ngắm nhìn Quy Hiểu qua gương chiếu hậu, dù lạnh lùng nhưng gương mặt Lộ Thần vẫn toát ra vẻ không lỡ xa Quy Hiểu. Nhưng dù sao khi được hỏi Quy Hiểu là gì thì Lộ Thần vẫn nói rằng họ không liên quan. Vào 11 năm trước hai người đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ cần là có thời gian Lộ Thần sẽ tới gặp người yêu. Hai người có một tình yêu vô cùng đẹp. Họ quyến luyến nhau cả ngày không rời. Đến nỗi chỉ vì muốn bạn trai nhìn thấy mình xinh đẹp mà Quy Hiểu mặc cả quần áo ướt ra ngoài. Hai người họ như đôi chim sẻ cùng nhau rong ruổi khắp nơi không biết mệt mỏi. Thời gian quay lại hiện tại, Quy Hiểu đang gọi cho em họ của Lộ Thần. Bởi vì Quy Hiểu vẫn còn vương vấn Lộ Thần, nhưng em của Lộ Thần lại không cho Quy Hiểu. Bởi vì ngày trước Lộ Thần ra sức níu kéo nhưng Quy Hiểu vẫn nhẫn tâm bỏ anh ấy. Cũng hơn 8 năm rồi liên lạc mà làm gì nữa đâu. Dù có cáu giận nhưng cuối cùng người em vẫn gửi số điện thoại của Lộ Thần cho cô. Tuy vậy Quy Hiểu không hề biết rằng Lộ Thần lúc này đang ở dưới nhà cô. Lộ Thần cẩn thận sợ Quy Hiểu phát hiện nên đã tắt đèn xe đi. Anh lặng lẽ ngồi nhìn Quy Hiểu phía xa. 2 năm thấm thoát thoi đưa kể từ ngày ấy hai người đã không liên lạc gì nữa. Đột nhiên vào một ngày nhiều tuyết, Lộ Thần nhận được điện thoại của Quy Hiểu. Quy Hiểu qua điện thoại nói rằng mình tới Tề Ninh có việc. Hiện giờ chiếc xe của cô đang gặp một chút rắc rối. Lộ Thần nghe xong liền bảo Quy Hiểu nhanh chóng gửi định vị cho mình. Quy Hiểu gọi điện xong thì lặng lẽ đứng bên ngoài đợi Lộ Thần tới. Cho dù cô bạn Nhã Nhã đã bảo cô vào nhà đợi rất nhiều lần, nhưng Quy Hiểu lại bảo rằng mình sẽ đứng dưới tuyết đợi Lộ Thần. Chính lúc Quy Hiểu quay người rời đi vì nghĩ rằng Lộ Thần sẽ không tới, đột nhiên một chiếc ô tô đen tiến gần về phía Quy Hiểu. Lộ Thần lạnh lùng xuất hiện trước mặt Quy Hiểu. Vừa tới nơi, Lộ Thần đã đưa mọi người tới một nơi để tìm xe. Theo kinh nghiệm của anh thì chiếc xe đã được giấu vào một khu rừng. Vẻ bề ngoài lạnh lùng của Lộ Thần khiến Nhã Nhã sợ hãi. Nhã Nhã không dám mở lời cảm ơn. Quy Hiểu nhanh chóng giải thích rằng người đàn ông đó vốn dĩ là vậy. Mặc cho trời đổ tuyết lớn, Quy Hiểu xuống xe bước về phía Lộ Thần. Tuyết quá dày quấn hết vào chân Quy Hiểu khiến cô không thể đứng vững. Lộ Thần thấy vậy thì tiến lại gần hỏi han. Đứng một hồi không thấy Quy Hiểu trả lời, Lộ Thần liền tiếp tục tìm xe. May thay xe của Quy Hiểu rất nhanh đã tìm lại được. Quy Hiểu nhân cơ hội tiếp xúc này bày tỏ lòng mình với Lộ Thần. Lộ Thần ở Tế Ninh đến nay cũng đã được 9 năm và cũng đã được thăng chức. Quy Hiểu hỏi Lộ Thần anh có định về không? Vì theo quy định chỉ cần được thăng chức anh sẽ được chuyển công tác. Lộ Thần dứt khoát nói rằng mình sẽ ở đây và không đi đâu cả. Ai cũng có thể thấy nét mặt bối rối của Lộ Thần khi nói xong câu đó. Lộ Thần hỏi Quy Hiểu đến Tề Ninh có chuyện gì vậy? Quy Hiểu nói rằng là do bạn cô đến đây làm ăn nên mình cũng tới chơi. Chưa nói chuyện được bao lâu thì cảnh sát tới. Lộ Thần cũng vội vàng rời đi. Bởi vì Lộ Thần đã có công giúp Quy Hiểu tìm lại xe. Bạn thân Nhã Nhã bảo Quy Hiểu hãy mời Lộ Thần ăn cơm. Nhưng nghĩ về hoàn cảnh hiện tại, Quy Hiểu liền nói rằng hai người không thân nhau tới mức ấy. Hơn nữa Lộ Thần cũng không phải là kiểu người thích nhậu nhẹt. Nhã Nhã thấy thế liền chủ động gọi cho Lộ Thần. Ai mà ngờ được là Lộ Thần lại lập tức đồng ý. Khi mấy người vừa bước vào nhà hàng thì thấy một cậu bé đã ngồi bên trong. Cậu bé tự giới thiệu rằng mình là con trai của Lộ Thần. Quy Hiểu nghe được lời nói này như sét đánh ngang tai. Cô không biết rằng mình đang rơi vào tình huống nào nữa. Quy Hiểu nội tâm rằng sẽ đi ra ngoài. Dù sao thì họ cũng chia tay 10 năm rồi. Bây giờ Lộ Thần cũng đã có con rồi, không hiểu Quy Hiểu còn đang trông đợi gì nữa. Quy Hiểu cảm giác như đang có hàng ngàn cái gai đang dâm gian trên gương mặt mình. Nước mắt cũng đang bắt đầu trào ra, Quy Hiểu không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa rồi. Quy Hiểu đang cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Bất ngờ khi quay đầu nhìn lại thì thấy Lộ Thần đang đứng ở phía sau. Quy Hiểu lúng túng đang định quay người rời đi. Lộ Thần tinh ý nhận ra Quy Hiểu có chút gì đó không ổn. Lộ Thần đang định tiến lên xem tình hình. Quy Hiểu thấy thế thì lại nghĩ dù sao khi trước cũng là bản thân cô đã bỏ anh. Bây giờ cô tỏ thái độ như này có khác nào Lộ Thần đang làm sai với cô. Quy Hiểu quay người rời đi nói rằng mình ban nãy không nghe thấy gì cả. Lộ Thần tinh ý đoán ra được có lẽ thằng bé ban nãy đã nói gì đó không đúng rồi. Minh Vũ bước tới hỏi bảo Quy Hiểu rằng đứa bé bên trong chính là con trai của mình. Thằng bé biết rằng trong đội có nhiều người độc thân. Vì vậy mỗi lần đi ăn như này thằng bé đều giở trò. Khi biết được đứa bé đó là con trai của Minh Vũ, Minh Vũ chứng kiến cảnh này cũng đoán được quan hệ giữa hai người này không hề đơn giản. Minh Vũ nhanh trí tạo cơ hội cho hai người tiếp xúc gần nhau hơn. Lộ Thần đưa nhóm bạn của Quy Hiểu về khách sạn. Khi tới bãi đậu xe đột nhiên có một đám người xông tới. Lộ Thần nhanh tay lấy áo của mình bịt mặt Quy Hiểu lại để cô không thấy gì. Lộ Thần một mình tiến lên xử lý đám cướp. Minh Vũ cũng chạy lên ứng cứu. Chưa được bao lâu những tên côn đồ đã nằm rạp dưới đất. Tiểu Nam cũng đã nhanh chóng báo cảnh sát. Hóa ra đây là nhóm bạn của bọn trộm xe. Họ tình cờ ăn ở đây. Nhận ra xe của Quy Hiểu liền muốn thay bạn bè bị bắt chút giận. Lại không may gặp phải Lộ Thần. Xong việc, Lộ Thần vội vàng tiến lên an ủi Quy Hiểu. Nhưng giờ phút này bầu không khí lại có chút lúng túng. Mặc dù cả hai đều yêu nhau sâu đậm, nhưng không ai có can đảm để thổ lộ với đối phương. Rồi lạnh lùng đưa hai người Quy Hiểu về khách sạn. Hôm sau Lộ Thần vì lập công mà nhận thưởng. Công việc cũng được thăng chức và điều động như mong muốn. Các đồng nghiệp vì muốn chia tay anh nên đã tổ chức một bữa tiệc. Mà Tiểu Nam rất tinh danh, thậm chí đã vẽ cho mọi người một bức chân dung của Quy Hiểu. Mọi người biết được không ngừng nói với Lộ Thần muốn gặp chị dâu. Kết quả bị anh thẳng thừng từ chối. Chia tay từ lâu rồi lấy lý do gì để gặp người ta?
Sau đó mọi người vì tạo cơ hội cho hai người, liền mượn danh nghĩa Lộ Thần hẹn gặp Quy Hiểu. Quy Hiểu nhìn người đàn ông mình yêu trước mắt trái tim phức tạp không thể diễn tả, vì vậy lấy hết can đảm và nhẹ nhàng gọi tên anh. Nghe giọng nói đã vắng bóng 10 năm này, Lộ Thần hốt hoảng trong tích tắc, để không cho cô nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của mình. Vì thế cố chấp chất vấn cô còn đến tìm mình để làm gì, rốt cuộc là em muốn làm gì. Nghe những lời tuyệt tình như vậy, Quy Hiểu nhất thời vô cùng đau lòng. Cô cố gắng ngẩng đầu lên cố kìm nén giọt nước mắt thất vọng, mà lúc này Lộ Thần cũng hiểu ra mọi chuyện, lập tức khiển trách đồng nghiệp của mình, không nên mượn danh nghĩa của mình lừa gạt Quy Hiểu. Sau đó đồng nghiệp vội vã xin lỗi cô, nhưng Quy Hiểu lại không để ý chút nào. Điều cô quan tâm nhất là người đàn ông mà mình yêu nhiều năm hóa ra lại ghét mình như thế, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không chịu. Cô buồn bã nói không có lần sau nữa rồi xoay người rời đi. Nghe những lời này, cảm giác đau lòng khi chia tay 10 năm trước lại hiện lên. Giờ khắc này anh cuối cùng cũng sợ, chỉ mặc một chiếc áo mỏng vội vàng đuổi theo. Anh biết rõ mình luôn yêu Quy Hiểu vẫn chưa bao giờ quên quá khứ. Lộ Thần chuẩn bị trực tiếp thể hiện tình yêu của mình nhưng vừa tiến lên lại do dự. Anh hiện tại cũng không rõ thái độ của cô, vì vậy lại tìm một cái cớ, nói Tiểu Nam đang muốn tìm một trường học ở Bắc Kinh, nhờ cô giúp mình xử lý học bạ cũng coi như tìm một lý do để liên lạc. Cũng xin lỗi cô vì chuyện vừa nãy. Một câu xin lỗi trong nháy mắt khiến Quy Hiểu lộ ra nụ cười. Sau đó mấy người ngồi cùng một chỗ thảo luận về các biện pháp cụ thể. Rất nhanh Quy Hiểu liền đề nghị mình sẽ dẫn theo Tiểu Nam về Bắc Kinh trước tìm một ngôi trường, chờ hộ khẩu chuyển về rồi mới giải quyết triệt để vấn đề học bạ. Vì vậy sáng hôm sau Quy Hiểu liền dẫn Tiểu Nam trở về Bắc Kinh. Cô cũng biết được từ cậu bé, hóa ra là trong 10 năm chia tay Lộ Thần vẫn nhớ mãi không quên mình. Chỉ cần trở về Bắc Kinh nhất định sẽ lén lút đến thăm cô. Cũng nói nghề nghiệp của anh ấy luôn luôn phải đối mặt với nguy hiểm, lần nào anh cũng đều phấn đấu liều lĩnh hoàn thành nhiệm vụ. Điều này khiến cô không khỏi nhớ về ký ức trước kia, khung cảnh yêu từ cái nhìn đầu tiên như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Mùa hè 2008, lúc đó Lộ Thần học lớp 12, Quy Hiểu đang học lớp 11. Hai người thông qua em họ của Lộ Thần mà quen biết nhau. Hôm đó là sinh nhật của một người bạn, bọn họ tổ chức ăn uống tại xưởng sửa chữa ô tô của nhà Lộ Thần. Sau khi ăn xong, Quy Hiểu ở lại phụ dọn dẹp. Đột nhiên Lộ Thần từ ngoài vội vã chạy vào khóa chặt cửa. Hóa ra bố anh uống say rồi la hét bên ngoài bắt anh mở cửa ra. Hết cách, Lộ Thần đành nói dối bạn gái của mình ở trong này không thể mở. Sau đó bạn bè của ông ấy cũng đến khuyên can đưa ông về nhà. Thấy trời cũng đã muộn, Lộ Thần gấp xe đạp của Quy Hiểu vào cốp xe đưa cô về nhà. Đến khi vào nhà cô mới thấy không đúng, sao anh ấy lại biết nhà của mình. Tuy nhiên cũng không nghĩ nhiều. Mùa xuân 2009, trường học tổ chức đại hội thể thao. Quy Hiểu đang ôm bài tập xuống lầu, tình cờ nhìn thấy Lộ Thần đi về phía mình. Hai người đang định chào hỏi thì mấy bạn học chạy đến nhờ Lộ Thần tham gia chạy tiếp sức. Ngay khi Lộ Thần xuất hiện đã nhận được sự cổ vũ của rất nhiều cô gái. Sau đó anh ấy đã giành được vị trí quán quân. Cuộc đua kết thúc, Quy Hiểu đi theo Lộ Thần, nói với anh bác bán tạp hóa dặn anh trả tiền gói mì sáng nay. Nhưng khi Lộ Thần đến trả tiền, bác ấy lại nói Quy Hiểu đã trả rồi. Sau đó bác bán hàng chúc mừng Lộ Thần đã giành chiến thắng. Lộ Thần đi lên lớp tiện mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Quy Hiểu. Nhìn thấy đồ ăn vặt, mắt của Quy Hiểu sáng bừng hết cả lên. Hôm nay Quy Hiểu đùa với bạn không may bị ngã, trên mặt có một vết thương. Thấy cô buồn vì sợ để lại sẹo, Lộ Thần liền đi lên an ủi, nói dù cô có sẹo hay không đối với anh cũng không quan trọng. Những lời này khiến tâm tình cô dần tốt lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Tối nay Quy Hiểu đang ở nhà chơi game, bỗng nhiên em họ của Lộ Thần gọi điện thoại tới, nói cho cô biết mình và Lộ Thần đang ở bệnh viện chăm bà. Dù cô tới đó, Quy Hiểu lập tức đồng ý. Lộ Thần thấy cô xuất hiện liền dẫn cô xuống bên dưới, sau đó hỏi cô có thích mình hay không. Nói xong còn đưa tay ra phía sau để cô nắm lấy tay mình. Quy Hiểu rất ngạc nhiên nhưng cũng ngượng ngùng đưa tay ra. Cứ như vậy hai người xác định mối quan hệ yêu đương, cũng hứa dù có cãi nhau như thế nào hai người cũng không được nhắc đến chia tay. Sau đó là khoảng thời gian học đại học, hai người bắt đầu yêu xa. Vào kỳ nghỉ đông, Lộ Thần được nghỉ về nhà Quy Hiểu đến nhà anh chơi. Hai người cùng nhau ngồi trên giường xem phim. Ai ngờ lại đúng lúc chiếu đến cảnh hôn. Bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng, Lộ Thần lập tức tắt TV đi. Quy Hiểu định đứng dậy đi rót nước, nào ngờ Lộ Thần đột nhiên nhào tới đè cô xuống giường. Cứ như vậy hai người trao cho nhau nụ hôn đầu. Trở lại hiện tại, Quy Hiểu vô tình nghe được từ một người bạn, Lộ Thần đã sớm trở lại Bắc Kinh, hơn nữa còn sắp kết hôn với Mẫn San. Quy Hiểu nghe tin mà như sét đánh ngang tai, vô cùng đau lòng. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhắn tin hỏi Lộ Thần về Bắc Kinh rồi à, nhưng khi anh gọi đến cô lại không dám nghe. Cuối cùng nghĩ lại, anh ấy chỉ nhờ mình giúp một việc, giúp cũng giúp xong rồi cũng nên kết thúc được rồi. Vì thế liền gọi lại cho anh nói mình sắp phải đi công tác, nên ngày mai sẽ đưa Tiểu Nam qua chỗ của anh. Hôm sau Quy Hiểu đưa Tiểu Nam đến xưởng xe, nói lần này mình sẽ đi rất lâu, thủ tục nhập học của cậu bé cô sẽ nhờ em họ mình giúp. Cô cũng đã mua cho thằng bé ít đồ, dặn dò anh hãy chăm sóc nó thật tốt. Lúc này Lộ Thần do dự một chút rồi đột nhiên quay lại, hỏi Quy Hiểu có còn yêu mình hay không. Quy Hiểu hỏi lại, nghe nói anh sắp kết hôn rồi. Lộ Thần không phủ nhận, cũng nói tháng sau sẽ kết hôn. Quy Hiểu miệng thì nói chúc mừng nhưng trong lòng rất buồn. Cô dặn dò Tiểu Nam, chú Lộ sắp kết hôn rồi, nhất định phải hiểu chuyện, không được quấy rối. Nếu ở trường mới mà bị cô lập cũng không nên để trong lòng, sau một thời gian sẽ trở nên tốt hơn. Lộ Thần cũng tiến lên trả lại cho cô số tiền cô đã bỏ ra mua đồ cho Tiểu Nam. Quy Hiểu chỉ rút lấy hai tờ, nói anh không cần phải rạch ròi như vậy, lần trước ở Tiến Ninh anh cũng đã giúp em. Đúng lúc này Mẫn San đi đến, nhìn thấy Tiểu Nam còn nghĩ là con của Quy Hiểu.
Quy Hiểu giải thích cậu bé là con của bạn Lộ Thần, cô chỉ giúp tìm trường mà thôi. Nói xong cô chịu đựng nội tâm dày vò mà rời đi. Quy Hiểu lúc này tâm tình rất phức tạp, mỗi khi không vui cô lại tìm đồ ăn, nhưng tìm mãi trong túi lại không có cái gì. Cô đau lòng bật khóc gọi điện cho Tiểu Sam. Tiểu Sam nghe ra cô không ổn vội vàng chạy đến an ủi. Sau khi an ủi vài câu liền dẫn cô đi ăn đồ ăn ngon. Lộ Thần cũng không vui liền đi sửa xe. Suy nghĩ ở dưới gầm xe thật lâu vẫn quyết định chui ra, rồi lấy quần áo của mình trực tiếp lái xe ra ngoài. Anh ở bên ngoài tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy xe của Quy Hiểu đâu. Thay vào đó lại thấy một biển số xe quen thuộc liền gọi cho bạn để xác minh. Mới biết được đó là xe của Tiểu Sam. Bên này Quy Hiểu đến nhà hàng của Tiểu Sam ăn cơm. Nhưng Quy Hiểu lúc này chẳng còn tâm trạng mà ăn uống nữa. Lúc này Tiểu Sam mới kể cho cô nghe đầu đuôi sự việc. Xưởng sửa chữa của bố Lộ Thần làm ăn không tốt, nên đã mượn của nhà Mẫn San một khoản tiền. Khi đó nhà cô ta đã đề xuất muốn góp cổ phần chia hoa hồng. Bố Lộ Thần không đồng ý, nhà họ bèn cầm giấy nợ đến bắt phải trả ngay cả gốc lẫn lãi. Cuối cùng nhà Mẫn San đã nghĩ ra một cách, nếu hai nhà làm thông gia thì sẽ xóa nợ. Dù sao Mẫn San mới kết hôn 2 năm đã ly hôn, nhà họ mất mặt giục cô ta tái hôn suốt, nhưng không có ai lọt vào mắt xanh của cô ta cả. Nhưng khi nghe nói đối phương là Lộ Thần, Mẫn San lập tức đồng ý, vì thế mới có cuộc hôn nhân này. Nhưng sau khi Lộ Thần biết chuyện đã đi vay tiền trả nợ, đồng thời nhờ rất nhiều người nói giúp để hủy hôn. Quy Hiểu cũng không ngờ chuyện Lộ Thần kết hôn lại trộn lẫn với vấn đề gia đình như vậy. Mặc dù mọi thứ có phần bất ngờ, nhưng kết quả này là những gì cô muốn biết. Ít nhất cô biết anh ấy không phải tự nguyện, cũng không có tình cảm gì với Mẫn San. Quan trọng nhất là Lộ Thần đang nghĩ cách hủy hôn. Nhiều năm như vậy cô chưa từng thích người khác, nếu lần này không được cô cũng không kết hôn nữa. Đúng lúc này Tiểu Sam có điện thoại là Lộ Thần gọi đến, hỏi Quy Hiểu có phải ở chỗ cô hay không. Tiểu Sam trách anh đã khiến Quy Hiểu phải khóc, cũng nói anh đừng giả vờ ngốc nữa. Nếu trong lòng không có anh, cô ấy lặn lội đường xa đến Tề Ninh để làm gì? Chẳng lẽ đến để ngắm phong cảnh rồi tiện đường đến thăm mối tình đầu là anh sao? Nghe đến đây Lộ Thần nở nụ cười nói mình sẽ đến đó ngay. Nhưng Tiểu Sam nhắc nhở anh nên nghĩ cho kỹ, rốt cuộc có nên bắt đầu lại hay không, cân nhắc lại hoàn cảnh của mình còn cả bố mẹ anh nữa. Giờ không còn là trẻ con nữa, cái gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Lộ Thần cúp điện thoại, không chút suy nghĩ liền lái xe đi. Quy Hiểu ăn cơm xong liền đến nhà Tiểu Sam. Tiểu Sam dẫn Quy Hiểu đến nhà mình. Hai người cùng nhau đi đến bàn bia bố Tiểu Sam cùng chơi một lát. Tiểu Sam đi ra ngoài rót nước lại không ngờ Lộ Thần đã tới. Anh giải thích với Quy Hiểu chuyện giữa mình và Mẫn San rất phức tạp, nhưng không phải như cô nghĩ đâu. Anh trìu mến nhìn cô, muốn cô cho mình thêm chút thời gian. Quy Hiểu cuối cùng cũng lộ ra nụ cười gật đầu đồng ý. Sau khi Lộ Thần trở về thấy Tiểu Nam vẫn còn đang tức giận, trách anh có vấn đề nên mới làm cho Quy Hiểu khóc còn nói là mình thích cô ấy. Lộ Thần nghe vậy cảnh cáo cậu bé không được nói thích vợ mình. Sau khi Lộ Thần sắp xếp xong mọi việc liền đến đơn vị mới báo cáo. Lãnh đạo dẫn anh đi làm quen căn cứ và các đồng nghiệp mới. Sau khi kết thúc huấn luyện ở đơn vị, anh quay về hẹn hai nhà đến nhà hàng nói rõ mình muốn từ hôn. Bố anh vô cùng tức giận thiếu chút nữa đánh anh như lúc nhỏ. Cũng may Tần Phong đã kịp giữ ông ấy lại, nếu không ông ấy đập vỡ nhà hàng của mình mất. Hơn nữa đang ở bên ngoài ông ấy phải giữ thể diện cho con trai với chứ, đừng để anh ấy bị ảnh hưởng xấu. Nhưng ông ấy vẫn không nghe, muốn dạy Lộ Thần cách làm con, cách nói chuyện với người lớn tuổi. Cuối cùng Tần Phong đành phải kéo ông ấy ra ngoài. Mẫn San không đồng ý hủy hôn, hai nhà cũng như biết tường tận về nhau rồi. Lộ Thần cũng đã 30 rồi, không thể nào đưa tất cả tiền tiết kiệm trả nợ được. Cuối cùng anh vẫn phải lấy vợ sinh con thôi, không có tiền thì anh lấy vợ kiểu gì. Anh hủy hôn như này cô ta biết giấu mặt vào đâu. Đúng là mọi người giấu anh để đính hôn, nhưng đó là do bố anh nợ tiền nhà cô ta trước. Nhưng Lộ Thần vẫn kiên trì muốn từ hôn. Cũng nói đến chuyện của Tiểu Nam, anh sẽ sống với cậu bé 5 đến 6 năm nữa. Nói xong đứng dậy rời đi. Khi ra cửa anh gặp Tiểu Sam liền hứa nếu có thể ở bên Quy Hiểu lần nữa, mình nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Bên này mẹ Lộ Thần vội vàng giải thích với Mẫn San, bà cũng không biết trước con trai sẽ đề nghị hủy hôn. Mẫn San nói mình thích Lộ Thần sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Mẹ Lộ Thần mời cô đến xưởng sửa chữa ô tô ăn cơm, đi lại nhiều cũng dễ nảy sinh tình cảm. Mà Lộ Thần thấy mọi chuyện đang từng bước được giải quyết, muốn gửi tin nhắn báo cho Quy Hiểu, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, chỉ bảo cô ngủ sớm đi. Quy Hiểu nhìn thấy nhịn không được bật cười, tuy anh không biết nói chuyện nhưng cô chính là thích anh như vậy. Lộ Thần về đến nhà nhìn thấy Tiểu Nam đang ngủ, nhưng hóa ra cậu bé vẫn chưa ngủ, ngược lại đi đến bàn lấy ra một cuốn sổ nói là muốn vẽ bản đồ nhà của Quy Hiểu cho anh. Lộ Thần lập tức cảm thấy hứng thú nghiêm túc nhìn cậu bé miêu tả. Hôm sau mẹ Lộ Thần đến tìm anh muốn nói gì đó nhưng anh trực tiếp cắt ngang từ chối. Hóa ra bà vẫn muốn anh và Mẫn San ở bên nhau. Bên này Mẫn San nhờ Hải Đông chuyển lời đến Mẫn San, nói với cô ta hiện tại Lộ Thần chính là cố ý kéo dài không kết hôn. Anh ấy là đàn ông kéo dài 2-3 năm là bình thường, cô ta là phụ nữ liệu có chờ nổi không? Hải Đông sau đó liền đến tìm Mẫn San chuyển lời, cũng nói thẳng Lộ Thần đã từ chối rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Khuyên cô ta nên sớm buông tay, như vậy đối với cả hai đều có lợi. Quy Hiểu chủ động gọi điện thoại cho Lộ Thần, nói Tiểu Nam năm sau sẽ đi học giáo viên chủ nhiệm, muốn gặp bố mẹ trước để biết tình hình của cậu bé. Bởi vì bố mẹ cậu bé đã ly hôn mà Minh Vũ hiện đang đi làm nhiệm vụ, chỉ có thể do Lộ Thần và Quy Hiểu đại diện gặp mặt. Lộ Thần biết Quy Hiểu ngày mai sẽ bay về, yêu cầu cô gửi lại số hiệu chuyến bay, anh sẽ lái xe đến đón cô. Hôm sau Quy Hiểu xuống máy bay đầu tiên là hẹn gặp một người quen, còn đặc biệt chụp ảnh vị trí cho Lộ Thần.
để anh có thể dễ dàng tìm thấy. Bạn của Quy Hiểu đến tìm cô để vay tiền. Cô trước đó cũng đã đồng ý, nhưng vì một số lý do nên chỉ đưa trước một phần, tháng sau sẽ đưa thêm. Sau khi Lộ Thần đến thấy cảnh này dường như đã ghen. Bầu không khí có chút lúng túng, người bạn bị vẻ mặt của Lộ Thần dọa sợ, vội vàng tìm lý do để rời đi. Quy Hiểu cúi đầu khuấy cà phê Lộ Thần bên cạnh nhìn đến say mê. Thật trùng hợp ngay cả đôi giày hôm nay cũng thật hài hòa. Sau đó Lộ Thần đưa Quy Hiểu về nhà rồi chúc mừng năm mới trước, cũng nói Tết mình phải làm nhiệm vụ, không tiện liên lạc. Khi lên xe thấy Quy Hiểu gửi tin nhắn cho mình, nhắc nhở anh chú ý an toàn, khóe miệng Lộ Thần tức nở nụ cười. Sau khi thực hiện kiểm tra bom mìn theo thường lệ, Lộ Thần nhớ lại mùa xuân một vài năm trước đây, lúc đó anh đang thực hiện một nhiệm vụ tháo dỡ bom, không ngờ Nguy Hiểm cũng tình cờ xuất hiện ở nơi đó. Để không gây hoảng loạn, anh lấy lý do diễn tập chữa cháy sơ tán tất cả mọi người, đơn thương độc mã tiến lên hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế mỗi khi điều này xảy ra tất cả đều có nguy cơ. Rất may anh ấy đã được đào tạo chuyên nghiệp chưa bao giờ thất bại, mà cũng may họ đã chia tay, nếu để Quy Hiểu nhìn thấy mình nhất định sẽ khiến cô sợ hãi. Ngày đi gặp giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Nam, Lộ Thần cố ý mặc một bộ âu phục. Nhìn thấy Quy Hiểu cười, anh nghĩ rằng mình mặc âu phục không đẹp, nhưng thật ra cô chỉ là chưa từng nhìn thấy anh mặc như này. Rất nhanh hai người đã đến nơi em họ của Quy Hiểu đã chờ sẵn, nhưng khiến họ không ngờ chính là con gái của giáo viên hóa ra lại là cô gái từng được Lộ Thần cứu giúp. Mấy năm trước cô ấy đi leo núi nhưng gặp thời tiết cực đoan, toàn đội đang gặp nguy hiểm. Lúc đó là Lộ Thần dẫn người giúp bọn họ thành công thoát nạn. Cũng bởi vậy rất nhanh đã thành công nói xong chuyện chuyển trường của Tiểu Nam. Trên đường đến nhà hàng để ăn tối, Lộ Thần cho biết hơn 10 năm mình chỉ về 5 lần, và hai trong số đó trở lại để thăm cô. Nhưng Quy Hiểu lại chỉ nhớ có một lần, đó là khi cô đi học đại học. Lộ Thần liền nói cả lần cô đòi chia tay nữa. Lúc đến nơi Quy Hiểu đang muốn gọi điện thoại cho em họ. Lộ Thần bỗng nhiên đề nghị hãy ngồi cùng mình 5 phút được không? Bầu không khí ngay lập tức nóng lên, anh kìm lòng không được tiến lên hôn cô. Kết quả lại bị tiếng còi phía sau cắt ngang, hai người nhất thời có chút xấu hổ. Sáng hôm sau Quy Hiểu nhắn tin cho Lộ Thần hỏi thăm về Tiểu Nam. Anh vì muốn gặp cô lại lấy cớ nói là Quy Hiểu nhớ cô. Quy Hiểu liền nói mình sẽ qua đó thăm thằng bé. Nhưng trên đường trở về Lộ Thần lại đuổi Tiểu Nam đi câu cá, để mình có không gian riêng với Quy Hiểu. Vào phòng anh bắt đầu thu dọn một chút, còn đặc biệt thay bộ quần áo khác, rồi ra cửa chờ người yêu đến. Vào phòng Lộ Thần nói với Quy Hiểu lần trước ở trạm xăng ngay khi nhìn thấy cô, anh còn chẳng dám tin vào mắt mình. Cô bé ngày nào không ngờ giờ đã trưởng thành rồi. Nói xong anh ôm chặt lấy cô vào lòng. Ngay khi hai người đang định hôn nhau, Tiểu Nam bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào. Sau đó Lộ Thần và Tiểu Nam đi chợ để Quy Hiểu ở phòng chờ. Không lâu sau đó bà Lộ đi đến. Mẹ chồng nàng dâu lần đầu gặp nhau có chút lúng túng, thấy bà ấy có vẻ không thích mình. Quy Hiểu ngượng ngùng ra ngoài phòng bảo vệ chờ Lộ Thần. Buổi tối Hải Đông uống say, Lộ Thần và Quy Hiểu đưa anh ta về nhà, lại vô tình biết được chuyện Kiếm Phong thích Quy Hiểu, hơn nữa còn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên từ lúc khai giảng, cho đến tận bây giờ vẫn luôn để ảnh của cô ấy trên đầu giường. Lộ Thần lập tức có chút ghen tuông, không chút khách khí bảo đối phương mau trả lại ảnh. Trên đường về nhà mặc dù anh không nói một lời, nhưng khi đưa Quy Hiểu đến nơi anh liền vội vàng nói rõ tâm ý của mình. Lúc đó nếu Quy Hiểu không đi Tề Ninh tìm anh sẽ không quyết định nộp đơn xin chuyển trở lại nhanh như vậy. Quy Hiểu cũng nói với anh lần trước đi Tề Ninh cho dù xe không bị mất cô vẫn sẽ tìm đến anh. Sau đó hai người lưu luyến tạm biệt nhau. Tiểu Sam cho rằng Quy Hiểu sẽ qua đêm ở chỗ Lộ Thần, không ngờ anh vẫn rất hiểu chuyện đưa cô trở về. Thấy hai người họ lưu luyến chia tay, Tiểu Sam không khỏi phàn nàn. Hai người yêu đương chẳng khác hồi nhỏ là mấy, nhìn thêm một cái mà cứ như là bắt được vàng ấy. Ban đêm Quy Hiểu trằn trọc mãi không ngủ được, sợ đánh thức Tiểu Sam chỉ có thể len lén ra ban công gọi điện thoại cho Lộ Thần, nói mình hối hận rồi lẽ ra nên ở lại với anh lâu hơn một chút. Nào ngờ anh nói mình vẫn chưa rời đi. Quy Hiểu vừa ngạc nhiên vừa bất lực. Tiểu Sam ngủ rồi con chó lại nhốt trong nhà cô thật sự không ra được, nhưng cô quên mất bạn trai mình là ai. Để Quy Hiểu nhìn thấy mình, anh trực tiếp đứng trên nóc xe, phải đến khi có người đến họ mới lưu luyến miễn cưỡng chia tay. Khi về đến nhà anh hào hứng muốn trò chuyện với Tiểu Nam, hỏi cậu bé vài điều về Quy Hiểu. Hóa ra anh vẫn chưa biết nghề nghiệp của cô ấy là gì. Tiểu Nam nói mình cũng không biết nhiều, hình như là làm về đầu tư, cầm tiền đi khắp nơi kiếm dự án. Hôm sau Lộ Thần mua đồ ăn sáng đến cho Quy Hiểu, mua tại cửa hàng hồi đi học mà cô thích ăn, cũng thông báo mình nhận được một nhiệm vụ bí mật mấy ngày này sẽ không thể liên lạc. Vì vậy anh nói trước để tránh cô lo lắng. Lộ Thần còn nói chờ cô đi công tác về hai người sẽ nói chuyện đàng hoàng. Công việc của em, công việc của anh, tình hình cơ bản của gia đình anh, tình hình lương lậu và tài sản cá nhân của anh nữa. Quy Hiểu nghe xong sững sờ tại chỗ. Tiểu Sam nghe vậy cũng khen ngợi Lộ Thần suy nghĩ chu đáo. Nhưng ngay trước khi Quy Hiểu lên máy bay, lại bất ngờ thấy bố mình cũng ở đó. Ông ấy trực tiếp đề nghị mua một chiếc xe mới và một ngôi nhà cho cô, chỉ muốn cô tìm một người bạn trai ngang hàng. Bất đắc dĩ con gái thực lực quá mạnh hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của bố, mà Quy Hiểu vì muốn chạy trốn không muốn ở lại dây dưa với bố nữa, liền nhắn tin xin đồng nghiệp cứu viện. Đoàn Nhu lập tức giả vờ có điện thoại cố ý tiến lên nói có khách hàng tìm Quy Hiểu. Hai người một sướng một hòa lấy cớ nói có việc liền rời đi. Ông Quy biết con gái mình giả vờ nhưng cũng không lật tẩy, nhìn theo bóng lưng cô mà cảm thấy chua xót. Đồng thời Lộ Thần trở về bắt đầu một vòng tập huấn mới, lại là một phen huấn luyện mưa bom bão đạn. Trong khoảng thời gian này cũng không có cách nào liên lạc với Quy Hiểu. Hôm nay Quy Hiểu còn chưa tan làm, đột nhiên nhận được điện thoại của giáo viên, nói Tiểu Nam sau giờ học không có ai đón.
Quy hiểu biết được liền lập tức đi đón cậu bé, hai người còn cùng nhau đi ăn lẩu. Cô trách cậu bé vì sao lạnh như vậy lại đứng ở bên ngoài, cũng không gọi điện thoại cho mình. Tiểu Nam thật hiểu chuyện ngượng ngùng nói không muốn làm phiền cô. Lúc này Hải Đông đi đến nói là do tắc đường nên đến muộn. Quy hiểu thấy anh ta chăm sóc Tiểu Nam không đáng tin cậy đề nghị đưa cậu bé trở về nhà mình. Tiểu Nam vì thay lộ thần tìm hiểu xem rốt cuộc cô làm công việc gì liền cố ý hỏi thăm. Quy hiểu trả lời rất chuyên môn nhưng cậu bé hoàn toàn nghe không hiểu. Đoàn Nhu hỏi cô sao lại trả lời như vậy. Quy hiểu nói từ nhỏ mẹ cô vẫn luôn nói với cô như thế. Bất cứ cô hỏi gì bà cũng trả lời rất có hệ thống, cô cảm thấy như thế cũng tốt, khiến cô cảm thấy thế giới này rất thần kỳ. Vì vậy mới có những thành tựu ngày hôm nay. Tối nay Đoàn Nhu muốn ngủ lại đây nhưng Quy hiểu lại nói mình sẽ ngủ cùng Tiểu Nam. Quy hiểu rất khó hiểu, cô ấy liền giải thích Tiểu Nam buổi tối ngủ một mình. Sợ hãi nhà Quy hiểu rộng quá, cậu bé thường không dám đi vệ sinh cũng ngại nói với cô. Sáng hôm sau Minh Vũ gọi điện cho Tiểu Nam. Đoàn Nhu nghĩ là điện thoại của mình liền bắt máy, khiến anh ta sợ tới mức vội vàng đứng thẳng lưng lên tỏ vẻ ngượng ngùng. Để Quy hiểu giúp đỡ còn chưa tính, bây giờ lại phiền đồng nghiệp của cô ấy chăm sóc. Vì thế liền trực tiếp gọi điện thoại cho Lộ Thần, nói để Quy hiểu chăm con hộ mình thấy rất áy náy, muốn Lộ Thần nhanh chóng thay mình mời cô ấy ăn cơm. Lộ Thần sau khi tập huấn xong liền lái xe đến công ty của Quy hiểu. Anh nói mình và Tiểu Nam sẽ đi dạo quanh đây chờ cô. Nhưng Quy hiểu nói mình còn lâu lắm mới tan làm, mà Tiểu Nam còn phải làm bài tập về nhà. Cũng lo lắng Lộ Thần đưa theo Tiểu Nam tùy ý tìm nơi nào đó sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu bé. Vì vậy cô đã đưa cho anh chìa khóa nhà của mình. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà của Quy hiểu. Nhìn căn phòng lớn của cô, anh như có điều suy nghĩ. Sau khi Quy hiểu đi làm về phát hiện Lộ Thần đang ngủ trên ghế sofa. Quy hiểu xúc động nhìn bàn thức ăn mà Lộ Thần đã chuẩn bị cho mình. Sau đó tiến lại gần chỗ bạn trai đang say giấc nồng, cảm thấy may mắn khi quay lại với nhau. Lúc này Lộ Thần cũng tỉnh lại, vội vàng đi hâm nóng đồ ăn cho cô. Sau đó liền dẫn Tiểu Nam rời đi. Nhưng chưa ra ngoài được 2 giây anh đã quay lại, hỏi cô có muốn cùng mình trở về dẫn Tiểu Nam đi chơi hay không. Quy hiểu lập tức đồng ý. Nhưng điều khiến họ không ngờ tới là Quy hiểu vừa mới ngồi xuống thì ông Lộ liền hùng hổ đẩy cửa mà vào. Lộ Thần thấy thế vội vàng đưa Quy hiểu ra ngoài. Sau đó hai người cùng nhau đến nơi khác để hẹn hò. Họ đi tới nơi lần đầu tiên cùng nhau chơi bia trước kia. Vì trước kia Tần Phong đã đưa chìa khóa cho Lộ Thần nên anh mới có thể mở cửa đi vào. Mặc dù không có đèn nhưng ở nơi quen thuộc trước đây, cảm giác của hai người tựa như trở về trước kia, cùng nhau nói về rất nhiều chuyện khi còn yêu nhau. Ngay khi hai người đang tình cảm nắm tay nhau, bảo vệ lại chạy tới phá đám, còn cho rằng hai người phá cửa lén lút tới đây yêu đương. Lộ Thần liền đưa chìa khóa ra nói là Tần Phong nhờ mình đến sửa camera, nói rồi bắt đầu kiểm tra camera. Sau đó thì đưa Quy hiểu đến nhà Tiểu Sam. Một lát sau khi Hiểu chạy ra ban công, nhắn tin hỏi xem Lộ Thần đã về đến nhà hay chưa. Nào ngờ anh lại bảo cô ngẩng đầu lên, hóa ra anh vẫn chưa về. Trèo lên nóc xe nói chuyện với cô. Anh hỏi cô có muốn cùng mình trở về Tiến Ninh một chuyến hay không. Anh sẽ đưa cô đi ngắm cánh đồng tuyết, ngắm hoàng hôn, ngắm rừng cây. Quy hiểu làm việc tương đối tự do vì vậy lập tức đồng ý. Lộ Thần không ngờ Quy hiểu đồng ý, trong lòng vô cùng vui vẻ. Thấy Lộ Thần trở về, Tiểu Nam hỏi thăm chuyện của Quy hiểu. Cậu bé lo lắng cô ấy giỏi như vậy, sợ Lộ Thần không tán được cô ấy. Lộ Thần tuy ngoài mặt như không có gì, nhưng sau đó một mình ở trong gara nhớ lại những gì cậu bé nói, một cảm giác tự ti dâng lên trong lòng. Trong tình hình hiện tại đúng là mình có chút không xứng với Quy hiểu. Nếu như không phải là đoạn tình cảm năm đó, cô ấy cũng sẽ không lãng phí thời gian với mình. Lúc này mẹ anh lại đến thông báo bố anh uống say đang làm loạn lên, bảo anh tối nay đừng về nhà ngủ. Gia đình như thế này để Quy hiểu gả vào nhà mình thật có lỗi với cô ấy, mà hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hôm sau Quy hiểu đến công ty bàn giao công việc, nói xong liền chuẩn bị muốn rời đi. Khi được hỏi về Tiểu Nam, cô nói giao cho Hải Đông tạm thời chăm sóc, nhưng Đoàn Nhu lại không yên tâm chủ động nói để mình chăm sóc. Thật ra cô cũng rất thích trẻ con, mà vừa nhìn thấy Tiểu Nam đã rất thích. Quy hiểu đồng ý liền đem số điện thoại của Minh Vũ cho cô, sau đó dặn dò cô vài câu rồi rời đi. Lúc tiễn hai người rời đi, Tiểu Sam dặn dò Quy hiểu phải có biện pháp phòng ngừa. Hai người ở bên nhau mười mấy ngày, nghịch ra sản phẩm là mệt đấy, đến lúc đó lại thấy hai người bao nhiêu năm không ở bên nhau không hợp nữa, muốn chia tay cũng phiền phức. Sau đó hai người đi tới một sơn trang nghỉ dưỡng. Ông chủ ở đây là bạn của Lộ Thần, anh ta đặc biệt chuẩn bị rượu ngon chiêu đãi, còn cao hứng kể lại chiến tích anh hùng của Lộ Thần. Vô tình nói ra có một lần Lộ Thần bị trúng đạn khiến Quy hiểu rất kinh ngạc. Lộ Thần thấy thế lập tức chuyển chủ đề. Sau khi ăn xong hai người cùng nhau trở về phòng. Lúc đi tới cửa, Quy hiểu vẫn có chút căng thẳng, hỏi trong này có mấy cái giường. Lộ Thần không trả lời mà trực tiếp hôn Quy hiểu. Nụ hôn đầu tiên sau hơn 10 năm chia tay vô cùng ngọt ngào. Quy hiểu vô tình sờ được vết thương sau lưng Lộ Thần, cảm thấy rất đau lòng. Lúc này cô mới biết Lộ Thần thật không dễ dàng. Những năm qua không biết phải chịu bao nhiêu khổ sở. Cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì anh cũng chỉ có thể được giấu trong lòng. Sờ đến vết thương của Lộ Thần, cô đau lòng rơi nước mắt. Đột nhiên nghe thấy đôi tình nhân nhỏ bên ngoài cãi nhau, mà hai người họ lại vui vẻ nở nụ cười. Khi cả hai đang chuẩn bị ân ái mặn nồng, nhưng ai ngờ anh lại ngồi phắt dậy nói mình sẽ sang ngủ với bạn. Sau đó anh đi ra chuồng ngựa rồi cưỡi ngựa đi gặp một người quen cũ. Hôm sau Quy hiểu thức dậy và nhìn xung quanh thấy Lộ Thần không có ở đây. Vì vậy đứng dậy mặc quần áo ra ngoài, nhìn thấy Lộ Thần đang nói chuyện với người khác liền đi qua. Anh ôm cô vào lòng đưa cho cô một bát trà sữa nóng, sau đó còn cùng nhau ngồi ngắm mặt trời mọc.
khi mọi người đang cùng nhau ăn cơm, đột nhiên Lộ Thần có điện thoại là bố của Nguy Hiểm gọi đến. Gần đây ông đã biết chuyện anh và con gái mình đang hẹn hò, nói thẳng hai người không xứng đôi. Đối với anh, ông ấy không có ý kiến gì, nhưng tình hình gia đình anh rồi cả bố anh nữa, một gia đình như vậy không xứng với Quy Hiểu. Hai đứa cũng chẳng còn trẻ trung gì, không phải độ tuổi chỉ biết yêu đương hẹn hò nữa. Nếu muốn lập gia đình thì còn phải xem xét gia đình hai bên. Sau đó Lộ Thần đưa điện thoại cho Quy Hiểu. Ông Quy cho rằng lần này Lộ Thần xin chuyển công tác về thành phố là vì có dụng tâm khác, anh ấy chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi. Nhưng Quy Hiểu lại biết Lộ Thần không phải người như vậy, hơn là cô chủ động đi tìm anh ấy, là cô sống chết níu kéo cầu xin anh ấy quay lại với mình. Dù thế nào đi nữa đây là chuyện riêng của cô, xin bố đừng có can thiệp vào. Sau khi cúp máy, Quy Hiểu từ sau lưng ôm lấy Lộ Thần, tuyết trắng bao trùm lên tóc của hai người. Sau đó hai người rời khỏi đây tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Lộ Thần nói có một lần anh trở về Bắc Kinh, nhìn thấy tất cả mọi thứ trên đường đều cảm thấy rất xa lạ, tự dưng lại có cảm giác như anh và cô đang sống ở hai thế giới khác nhau. Quy Hiểu lại cười nói em phát triển kinh tế, anh bảo vệ quốc gia không phải là một thế giới sao. Hai người vừa đi vừa ngắm tuyết, đúng lúc này xe bị nổ lốp. Quy Hiểu ngồi trong tuyết nhìn Lộ Thần sửa xe, đột nhiên lại muốn hôn anh một cái, nhưng anh lại ra vẻ thanh cao. Cô liền định đứng dậy thì bất ngờ bị anh kéo lại. Hai người cùng nhau ngã xuống tuyết lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này. Lộ Thần vừa đến Tề Ninh liền nhận được điện thoại, muốn anh lập tức đến cơ quan. Sau khi sắp xếp xong cho Quy Hiểu, anh liền lập tức xuất phát. Lộ Thần đi tới đội đặc cảnh mới biết được, hóa ra những tên trộm xe đã bị bắt trước đó, đã đào được thêm rất nhiều người đằng sau hắn. Hơn nữa sau khi thẩm vấn mới phát hiện hắn đã gài bom. Bởi vì trước đó là vụ án của Lộ Thần nên để anh đến bàn giao phần cuối cùng. Lộ Thần sau khi đi vào liền bắt đầu thẩm vấn. Sau một trận chiến tâm lý, anh biết được bên trong trung tâm thương mại có bom, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Vì thế anh liền lập tức xuất phát, chỉ có thể nhờ Cao Hải đưa chìa khóa xe cho Quy Hiểu. Tuy nhiên khi tới nơi, anh ta chỉ nói hai chữ bảo trọng rồi vội vàng bỏ chạy. Điều này khiến Quy Hiểu ngay lập tức cảm thấy rất bất an, vội vàng gọi cho một người bạn cũng là cảnh sát đặc nhiệm để hỏi thăm có phải bọn họ ngay cả nhiệm vụ gì cũng không thể nói hay không. Đối phương an ủi cô có một người bạn trai như vậy phải có trái tim bao dung, một nửa của anh ta thuộc về đất nước, nửa còn lại thuộc về gia đình. Đồng thời Lộ Thần bên này mặc bộ quần áo chống nổ, một lần nữa nghĩ về đội trưởng cũ của mình. Trong cuộc tấn công khủng bố năm đó, nghi phạm bị cảnh sát ép lên cầu bắt một cô gái làm con tin, trên người hắn còn có bom. Lộ Thần chậm rãi đi lên phía trước muốn giải thoát con tin và xử lý bom. Tuy nhiên đối phương vô cùng hoảng loạn, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, các tay súng bắn tỉa trực tiếp nổ súng. Lộ Thần thấy con tin đã an toàn trực tiếp giật lấy kíp nổ trong tay nghi phạm. Tuy nhiên đối phương không đơn độc, tên kia ngay lập tức phản ứng lại lấy ra điều khiển từ xa. Mắt thấy sắp nổ tung, đội trưởng của Lộ Thần lập tức xông lên ôm lấy đối phương, dùng mạng sống của mình chặn bom lại. Từ đó về sau, ở trong lòng anh lưu lại nỗi áy náy không thể xóa nhòa. Trở lại hiện tại, vì tội phạm không chịu nói ra vị trí quả bom và thời gian nổ, Lộ Thần chỉ có thể tự mình leo lên để tìm. Hơn nữa không gian thể mặc quần áo chống nổ, anh quyết định cởi ra. Đúng lúc này anh nhận được mệnh lệnh của lãnh đạo yêu cầu rút lui, nhắc nhở anh hãy chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Nhưng anh không đồng ý, bên cạnh là một bệnh viện, anh nhất định phải tháo dỡ quả bom này. Đêm đó Quy Hiểu vừa lo lắng vừa đau dạ dày cũng ngủ không yên. Nửa đêm tỉnh dậy thấy Lộ Thần vẫn chưa về, cô đứng dậy đi tìm thuốc uống, tự nhủ với bản thân không sao, chắc chắn sẽ ổn thôi. Bên này Lộ Thần đang khẩn trương tìm ngòi nổ, sau đó nhanh chóng tiến hành tháo dỡ. Tên tội phạm cảm thấy rất khó chịu, thời gian đã đến tại sao vẫn chưa nổ, hắn không ngờ vẫn còn có cao thủ như vậy. Vừa kết thúc nhiệm vụ, Lộ Thần liền vội vàng trở lại khách sạn. Không ngờ Quy Hiểu đang bị sốt, cả đêm không ngủ, anh lại vội vàng đi mua thuốc cho cô, cứ như vậy chăm sóc cho đến khi cô hạ sốt. Quy Hiểu tỉnh lại phát hiện Lộ Thần an toàn trở về, vui mừng đến mức bật khóc. Lộ Thần giải thích đó là ở khu vực đông đúc, quả bom đó khủng lắm, anh không đi không được. Quy Hiểu nghe xong lại càng khóc dữ hơn, anh nói trước khi đi mình không ngờ sẽ thế này. Quy Hiểu nói mình hiểu, dù sao đây cũng là công việc của anh, chỉ là đây là lần đầu cô trải qua chuyện này nên chưa có kinh nghiệm, cảm thấy rất sợ hãi lo lắng cả đêm. Lộ Thần đau lòng ôm chặt lấy cô, nhưng điều khiến anh không ngờ tới chính là Quy Hiểu lại chủ động cầu hôn mình. Rõ ràng anh từng nói 2 năm sau trả hết nợ mới kết hôn, nhưng cô vẫn kiên định nói khi nào trở về chúng ta kết hôn ngay lập tức. Cô biết hôm trước bố mình đã nói rất nhiều câu khó nghe, cũng biết nhà anh không thích mình, nhưng tất cả những điều này không quan trọng, không có vấn đề gì là không thể giải quyết. Hai người xa nhau đã hơn 10 năm rồi, trước khi gặp lại anh cô không hề có ý định kết hôn. Bây giờ có cơ hội ở bên nhau vậy thì chúng ta kết hôn đi. Thấy Lộ Thần vẫn không nói lời nào, Quy Hiểu rất sốt ruột hỏi anh suy nghĩ lâu vậy sao. Lúc này Lộ Thần cuối cùng cũng lên tiếng, anh hỏi nếu vừa rồi mình không để lại cho cô lời nào mà đã đi vậy cô có sợ không. Quy Hiểu nói tất nhiên là có, ít nhiều gì thì anh cũng phải cho cô cái danh người thân liệt sĩ chứ. Lộ Thần nghe xong đau lòng ôm lấy cô, thật ra anh vẫn còn bận tâm đến những gì bố cô nói với mình. Sau đó Lộ Thần liền dẫn Quy Hiểu đi ra mắt các đồng đội cũ, các anh em đã lâu không gặp. Lộ Thần lập tức quay lại bắt nạt anh, bắt anh cõng theo vợ chạy 5 km quanh sân. Sau bữa tối, Lộ Thần dẫn theo Quy Hiểu đi tới nơi mình ở trước kia, căn phòng ở đây vẫn dành cho Lộ Thần. Quy Hiểu không ngờ chỗ anh ở lại lớn như vậy, là phòng một khách một ngủ, ngoại trừ nhà vệ sinh và nhà bếp thì cái gì cũng có. Lúc này Quy Hiểu muốn đi vệ sinh, nhưng cả tòa nhà toàn con trai không có nhà vệ sinh nữ. Lộ Thần chỉ có thể đưa cô vào nhà vệ sinh nam, vào trước kiểm tra xem có ai không thì mới cho cô vào.
chính mình liền ở bên ngoài canh chừng. Sau đó hai người đang chuẩn bị vun đắp tình cảm lại bị người ta gõ cửa quấy rầy. Hóa ra là lãnh đạo cũ đến nói là đến thăm Lộ Thần, cũng muốn đến xem bạn gái của đại anh hùng Tiền Ninh. Lộ Thần cũng nhân cơ hội báo cáo với ông ấy mình sắp kết hôn rồi. Lãnh đạo rất vui còn dặn dò anh sau khi kết hôn phải đối xử với cô gái này tốt hơn. Lãnh đạo đối với Lộ Thần rất chiếu cố, cùng Quy Hiểu nói rất nhiều chuyện của anh cũng dặn dò rất nhiều. Sau khi tiễn lãnh đạo đi, Lộ Thần cảm giác ông ấy hình như có chuyện gì đó chưa nói hết, nhưng cho rằng lúc đối phương muốn nói sẽ tự nói ra. Hôm sau Lộ Thần dậy sớm cùng Minh Vũ luyện tập một hồi, sau đó lại đi mua đồ ăn sáng cho Quy Hiểu. Các anh em nhân lúc này cùng Quy Hiểu nói về chuyện Lộ Thần lúc còn ở đội. Có một lần bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trở về, Lộ Thần thổi cho họ một đoạn harmonica, bài Nơi Xứ Người. Quy Hiểu nghe thấy vậy thì sững sờ. Đây là bài hát hai người bọn họ từng thích nghe nhất. Bỗng nhiên có người hỏi nguyên nhân hai người chia tay. Quy Hiểu nhớ lại thời điểm học đại học Lộ Thần bỗng nhiên trở về tìm cô khiến cô rất ngạc nhiên. Nhưng sau khi biết anh chỉ xin nghỉ được nửa ngày tối sẽ rời đi thì rất khó chịu. Hai người đạp xe đi dạo một vòng sau đó rủ nhau vào khách sạn. Lộ Thần đi mua hamburger Quy Hiểu thích ăn nhất khiến cô rất vui. Hai người đã rất lâu không gặp mặt, không lâu trước vừa cãi nhau xong. Cô không ngờ anh sẽ đột nhiên trở về, liền hứa sau này sẽ không cãi nhau với anh nữa. Lộ Thần thấy cô khóc thì rất đau lòng lấy tay lau nước mắt cho Quy Hiểu. Lúc Lộ Thần chuẩn bị phải đi, Quy Hiểu rất không nỡ, từ sau lưng ôm lấy anh thật chặt. Sau khi về đến nhà cô vẫn rất buồn không nói một lời, đi vào phòng, mở túi ra lại vô tình phát hiện bức vẽ cô đang đọc sách, cùng với một chiếc điện thoại, trong lòng vô cùng cảm động. Hồi ức kết thúc, Quy Hiểu nói mình lúc trước không biết Lộ Thần ở trong đội, nhiệm vụ nặng nề, thường xuyên gọi điện thoại cũng không thể tìm thấy. Đúng lúc đó trong nhà cô lại xảy ra chuyện, muốn tâm sự với anh cũng không gọi được. Sau này thì chịu đựng một mình, chịu đựng mãi rồi cũng thấy mệt, cảm thấy loại bạn trai này không cần cũng được, cứ như vậy giận dỗi chia tay. Mà những lời này đều bị Lộ Thần đi mua bánh bao về nghe thấy hết. Bánh bao Lộ Thần còn chưa ăn xong, Minh Vũ đã tới tìm, nói người của công ty bom mìn dân dụng muốn gặp anh, họ muốn tìm anh để học tập phương diện này, vẫn là kinh nghiệm của Lộ Thần, anh giúp bọn họ tìm được bản vẽ của các loại chất nổ còn sót lại. Vì buổi trưa không thể về ăn cơm cùng Quy Hiểu, anh chỉ có thể gọi điện thoại dặn dò cô vài câu. Lúc Quy Hiểu đang ăn có một cô gái đến ngồi chung bàn, thì ra cô ấy biết Lộ Thần cũng đến đây thăm bạn trai. Bạn trai cô là thành viên trong đội của Lộ Thần. Hai người tán gẫu cũng rất vui vẻ. Trong khoảng thời gian Quy Hiểu đến Tiền Ninh, Đoàn Nhu ở lại chăm sóc cho Tiểu Nam vô cùng tận tình. Cô chăm sóc cho Tiểu Nam không khác gì chăm sóc cho con ruột của mình. Sau khi họp xong, Lộ Thần dẫn Quy Hiểu đến nhà sư mẫu giới thiệu cô là vị hôn thê của mình. Bà ấy nghe vậy rất vui, ân cần kéo Quy Hiểu ra nói chuyện. Còn Lộ Thần vào bếp nấu cơm. Lúc ăn cơm, sư mẫu nhìn hai người vô cùng tình cảm, nên đã lấy ra món quà cưới mà vợ chồng cô đã chuẩn bị cho Lộ Thần. Bên trong là một đôi vòng tay. Bà ấy nói mình cũng biết hoàn cảnh của nhà Lộ Thần, nói là số anh không may mắn, nếu sau này hai người kết hôn bà mong có những chuyện Quy Hiểu hãy thông cảm cho anh ấy. Hôm sau Lộ Thần và Quy Hiểu rời đi, các anh em trong đội đều ra tiễn. Quy Hiểu liền lên xe trước để anh cùng họ nói lời tạm biệt. Khi biết Lộ Thần sắp kết hôn, mọi người đều vỗ tay chúc phúc cho hai người. Khi trở lại Bắc Kinh, Lộ Thần dọn dẹp nhà cửa giúp Quy Hiểu, còn kiểm tra các thiết bị gia dụng, phát hiện đều không có vấn đề gì mới yên tâm. Sau đó anh nói với Quy Hiểu chuyện mình rời khỏi Tiền Ninh. Lúc đó đội trưởng cũ của anh hy sinh, anh cảm thấy vô cùng có lỗi, vì vậy đã nộp đơn xin từ chức. Nhưng không ngờ lãnh đạo cũ giấu anh, thay anh đăng ký xin chuyển công tác, muốn anh rời xa Tiền Ninh để thay đổi tâm trạng. Hơn nữa kết hôn và kết bạn không giống nhau, nghề này của anh đặc biệt, có khi sẽ không thể liên lạc được, lúc bận cũng có thể không quan tâm được với gia đình, hơn nữa còn hay phải đối mặt với nguy hiểm. Anh muốn cô nghiêm túc suy nghĩ về chuyện kết hôn, nhưng tất cả những điều này Quy Hiểu đều hiểu, nói mình nhất định phải gả cho anh, cô sẽ không can thiệp vào việc anh làm, sẽ là một người vợ cảnh sát tốt. Lúc này Lộ Thần nhận được điện thoại từ gia đình liền vội vàng trở về nhà. Hóa ra là bố anh uống rượu say gây sự bị cảnh sát đưa về nhà. Sau khi đưa bố vào nhà, anh cũng nhân cơ hội nói mình sắp kết hôn. Ông ấy nói mình không quan tâm anh cưới ai, nhưng phải nói rõ với người đó, anh phải có trách nhiệm lo cho mình dưỡng già. Lộ Thần đáp mình có thể lo cho ông dưỡng già, nhưng cuộc sống của anh, gia đình của anh, ông không được phép can dự vào. Nói xong anh liền rời đi. Sáng hôm sau Lộ Thần đi ăn sáng về, phát hiện Quy Hiểu còn chưa dậy, liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cô. Quy Hiểu tỉnh dậy thấy bên cạnh không có ai, xuống lầu thì thấy sủi cảo Lộ Thần để lại, trong lòng cảm thấy rất vui, biết được Đoàn Nhu chưa ăn sáng, liền thuận tiện mang cho cô ấy một phần, cũng đưa cho cô ấy bức thư mà Minh Vũ viết. Điều này khiến Đoàn Nhu rất ngạc nhiên, cô không ngờ thời đại này mà vẫn có người viết thư. Khi mở ra mới biết đó là thư cảm ơn, từng câu từng chữ đều rất chân thành, không khỏi cảm thán đối phương đúng là rất thật thà. Vì thế liền nhắn tin cho Minh Vũ cùng nhau add WeChat cho tiện liên lạc. Đoàn Nhu còn gửi ảnh chụp của Tiểu Nam cho anh. Hôm nay mẹ của Quy Hiểu về nước, nên bố cô tới tận công ty đón cô cùng đi gặp bà ấy. Lần này bà ấy về nước là muốn làm thủ tục ly hôn, nhưng bố cô không đồng ý, muốn nhờ cô giúp mình khuyên bảo. Sau đó hai mẹ con cùng nhau đi ăn. Bà Quy còn nhắc đến Lộ Thần khen ngợi anh là một người rất tốt. Quy Hiểu cũng thành thật với mẹ, hai người đã quay về bên nhau. Biết được Quy Hiểu muốn giúp mẹ tìm luật sư ly hôn, Đoàn Nhu cảm thấy rất bất ngờ. Hóa ra lúc trước ông Quy có tiểu ba, vì vậy bà ấy mới đề nghị ly hôn. Năm đó Quy Hiểu muốn tâm sự với Lộ Thần, nhưng gọi mãi vẫn không thể liên lạc được, trong lòng càng thêm có cảm giác không an toàn.
Khi đó Lộ Thần thường xuyên phải làm nhiệm vụ không thể dùng điện thoại, nên đối với chuyện của Quy Hiểu hoàn toàn không biết, cho đến khi anh mệt mỏi trở lại ký túc xá và gọi điện cho Quy Hiểu. Tuy nhiên nói chưa được mấy câu hai người lại cãi nhau rồi cúp máy, hai người đều có tâm sự, nhưng không biết vì sao qua điện thoại lại không thể nói nên lời, chỉ có thể bày tỏ nỗi nhớ nhung trong im lặng. Hồi đó bố Nguy Hiểm ngoại tình vội vàng muốn đề nghị ly hôn, mong cô hãy hiểu cho mình. Nhưng cô rất tức giận khi bố vì một người phụ nữ khác mà bỏ mẹ. Quy Hiểu không muốn nghe bố mình nói chuyện gì hết nên đã chạy ra ngoài. Cô muốn tìm Lộ Thần nói ra phiền não trong lòng, nhưng dù gọi bao nhiêu cuộc đối phương vẫn không nghe máy. Cô kìm không được ngồi xuống khóc nức nở. Cứ như vậy cô không biết anh ấy gặp chuyện gì mỗi ngày, mà anh cũng không biết nhà cô có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa hai người thời gian dài không gặp mặt khiến cô thiếu cảm giác an toàn. Hai người vì chuyện này thường xuyên cãi nhau. Cuối cùng Quy Hiểu cảm thấy mệt mỏi giận dỗi đề nghị chia tay. Thật không ngờ Lộ Thần cũng đồng ý. Quy Hiểu nghĩ nếu không gặp lại Lộ Thần thì có lẽ một mình sống cũng rất tốt, nhưng Đoàn Nhu lại chưa từng nghĩ sẽ sống một mình. Cô vẫn đang chờ một người cũng xuất sắc giống như mình vậy. Sau đó Lộ Thần nhắn tin đến, nói tuần này mình bận không về Bắc Kinh được. Quy Hiểu dặn dò anh có thể không về nhà nhưng phải giữ liên lạc mỗi ngày, tình cảm phải được duy trì ổn định. Bên này Lộ Thần báo cáo công việc với lãnh đạo, cũng thông báo mình sắp kết hôn trên mặt tràn đầy niềm vui. Tiếp theo anh nhanh chóng làm xong công việc rồi gọi điện thoại cho Quy Hiểu. Hai người hỏi tình hình của đối phương mà níu luyến không muốn cúp điện thoại. Quy Hiểu đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa nói lời tạm biệt, mà Lộ Thần cũng để ý chuyện này bỗng cảm thấy không yên tâm. Hỏi đồng nghiệp thì đối phương cho rằng cô ấy đã giận rồi. Lộ Thần nghe vậy liền lập tức gọi, nhưng khi Quy Hiểu vừa nghe máy, bỗng nhiên anh lại không biết nói gì, đành phải nói chuyện kết hôn, nói cuối tuần sẽ đến nhà cô thăm hỏi. Quy Hiểu nghe vậy trong lòng có chút khẩn trương, nói dối cuối tuần có việc nói lời tạm biệt rồi cúp máy. Lộ Thần nghe được câu tạm biệt kia khóe miệng lập tức nở nụ cười. Quy Hiểu nói với Tiểu Sam chuyện kết hôn khiến cô ấy cảm thấy rất bất ngờ, cho rằng Quy Hiểu có chút vội vàng vì gia đình Lộ Thần rất phức tạp. Ngày trước bố mẹ anh ấy ly hôn, bố anh ấy sống chung với người khác có thêm một em trai, mẹ anh ấy tái hôn có thêm một em gái. Sau khi bố dượng anh bệnh qua đời thì hai ông bà lại về với nhau. Quy Hiểu nghe xong rất bất ngờ, Lộ Thần chưa từng nói cho cô biết. Hôm nay Lộ Thần trở về, hai người cùng nhau đi ăn rồi đi dạo phố. Khi đi tới quảng trường, Quy Hiểu đột nhiên nũng nịu đòi hôn. Đang hôn Lộ Thần phát hiện không đúng, từ trong miệng lấy ra một chiếc nhẫn. Hóa ra Quy Hiểu đây là đang cầu hôn. Cô nói nhẫn này đeo một lần trong ngày cưới là được, còn nhẫn mà anh mua cô sẽ đeo mỗi ngày. Nhưng điều này khiến Lộ Thần rất khó chịu cũng rất tự ti, ngay cả nhẫn cũng phải để cô tự mình mua. Cô vội vàng giải thích chiếc nhẫn này không quan trọng, chỉ là cô không muốn anh chịu ấm ức, không muốn anh bị người khác chỉ trích sau lưng. Hơn nữa anh còn phải trả nợ nữa. Nghe vậy Lộ Thần cũng không biết phải nói gì, cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cho cô, dặn cô cứ đeo tạm cái này, sau này sẽ mua cho cô cái khác to hơn. Hôm sau Lộ Thần sáng sớm nấu ăn cho Quy Hiểu. Tiểu Nam cũng ở đó, anh nhân cơ hội nói với cô tháng tới mình có nhiệm vụ sẽ phải đi một tháng. Quy Hiểu cảm thán làm vợ cảnh sát khó ghê, nhưng cũng có phải ra ngoài lăng nhăng đâu. Cô cam tâm tình nguyện hiến dâng một nửa chồng mình cho đất nước. Lộ Thần cười hỏi cô có muốn ăn bánh kép không. Tay nghề của anh đều là vì trước kia cô thích ăn nên mới cố ý đi học. Không những vậy so với bên ngoài bán còn ngon hơn. Quy Hiểu muốn ăn quẩy không ngờ anh cũng đã mua trước. Ngay lúc hai người ngọt ngào, ông Quy đột nhiên gọi tới. Bố Quy Hiểu muốn cô hẹn mẹ ra ngoài ăn một bữa. Quy Hiểu nhân cơ hội này nói ra những suy nghĩ của mình. Cô không muốn can thiệp vào quyết định của hai người, nhưng sẽ ủng hộ quyết định của mẹ. Tuy rằng Quy Hiểu chưa từng trải qua hôn nhân, nhưng biết chuyện này đối với mẹ là một sự tổn thương rất lớn. Sau khi cúp máy, Lộ Thần đề nghị muốn cô dẫn mình về gặp bố, nhưng Quy Hiểu có chút do dự muốn chuyển đề tài khác. Anh nhận ra cô đang trốn tránh muốn hỏi nguyên nhân thì đúng lúc này chị gái gọi điện đến. Lộ Thần vội vàng chạy đến nhà hàng của Tiểu Sam. Hóa ra bố anh cùng người phụ nữ lúc trước sống chung đi ăn cơm bị bà Lộ tới bắt tại trận. Hai người ầm ĩ cãi nhau náo loạn nhà hàng, cho đến khi Lộ Thần đến ông ta mới chịu rời đi. Sau đó mọi người ngồi xuống ăn cơm. Lộ Thần nhân cơ hội đề nghị mẹ hãy ly hôn nhưng bà lại không đồng ý. Bên này Quy Hiểu dẫn theo Tiểu Nam đi gặp mẹ và luật sư bàn chuyện ly hôn. Lúc này cô cũng từ mẹ mà biết được trước đây bố cô từng đến tìm Lộ Thần yêu cầu anh ấy chia tay với cô. Cô liền nghĩ chẳng lẽ lúc ấy Lộ Thần không muốn phản ứng với mình chính là vì lý do của bố. Quy Hiểu xử lý xong chuyện của mẹ liền dẫn Tiểu Nam rời đi. Cô dẫn cậu bé tới nơi này cũng vì bố mẹ cậu bé cũng ly hôn, chỉ muốn cậu bé hãy học cách mạnh mẽ hơn, không nên vì bố mẹ ly hôn mà bị ảnh hưởng, phải sống vui vẻ một chút. Buổi tối Lộ Thần thông báo ngày mai anh phải đi rồi, chờ sau khi anh trở về sẽ cùng cô về nhà thăm hỏi. Thấy Quy Hiểu do dự, anh yêu cầu cô nghiêm túc trả lời vì sao không muốn đưa mình về nhà. Cô chỉ có thể nói không muốn anh bị ấm ức. Cô chịu ấm ức được nhưng nhìn anh chịu ấm ức cô không chịu nổi. Trừ cô ra không ai được bắt nạt anh hết. Nếu có ai dám bắt nạt anh, cô chắc chắn sẽ liều mạng với kẻ đó. Lộ Thần nghe xong cảm động ôm chặt Quy Hiểu, xin lỗi vì đã chia tay 10 năm trước. Rõ ràng lúc trước đã hứa cả đời sẽ không chia tay. Hôm sau Lộ Thần tạm biệt Quy Hiểu chuẩn bị rời đi. Cô vừa nghe không có bất kỳ Nguy Hiểm nào, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại hỏi anh có nữ đội viên mới nào không. Lộ Thần cố ý nói 50-50 nhưng Quy Hiểu cũng không dễ dàng nhận thua. Quy Hiểu cảnh cáo anh ra ngoài phải tự giác, để mất một người vợ có tiền có sắc rộng lượng, hiểu chuyện trung trinh như một này là tổn thất của anh không phải mình. Quả nhiên tiết học đầu tiên vừa mới kết thúc, có nữ sinh cố ý tìm Lộ Thần hỏi vấn đề.
anh cũng rất kiên nhẫn trả lời, nhưng lại đột nhiên trở nên nghiêm khắc, cảnh cáo họ sau này còn hỏi các vấn đề đã giảng trên lớp sẽ bị trừ điểm trực tiếp. Bên này sếp của Quy Hiểu cũng là người yêu đơn phương cô nhiều năm, vẫn như trước mỗi ngày đều rất quan tâm cô. Vừa nghe bạn trai của cô lại đi xa một tháng liền nói thảo nào bố cô không đồng ý. Bạn trai của cô đúng là thùng rỗng kêu to. Quy Hiểu nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt, nói mình không thích thảo luận những vấn đề riêng tư, nhưng anh ta lại cảm thấy bọn họ dù sao cũng cùng nhau đi du học, lại trở về hợp tác khởi nghiệp hẳn nên được coi là tri kỷ. Quy Hiểu liền nhấn mạnh họ chỉ là bạn bè. Anh ta lại hỏi cô sợ bạn trai ghen hay sao. Quy Hiểu đính chính rằng anh ấy không để bụng nhưng cô để bụng. Hơn nữa anh ấy rất muốn có sự rạch ròi trong tình cảm. Chính mình cũng không muốn làm cho bạn trai không vui, mà Lộ Thần cũng dành thời gian gọi điện thoại cho Quy Hiểu, quan tâm liệu cô có ăn sáng đúng giờ hay không. Trước khi đi anh đã chất đầy tủ lạnh có tất cả 7 món cho cô rồi. Lúc này Quy Hiểu đột nhiên ho khan, Lộ Thần lo lắng hỏi cô có bị ốm không. Quy Hiểu vì không muốn anh lo lắng nói rằng mình hoàn toàn ổn, chỉ là vừa rồi uống nước bị sặc thôi. Cũng nhắc nhở anh đang chuyển mùa nên mặc nhiều hơn một chút đừng để bị cảm lạnh. Trước khi cúp máy còn cố ý làm nũng bảo anh nói mấy câu ngọt ngào. Mấy ngày gần đây cơ thể Quy Hiểu đều không thoải mái, thường xuyên hắt hơi. Cô cho rằng mình bị dị ứng bông liễu, quyết định đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi có kết quả xét nghiệm máu, cô cho rằng cơ thể không có gì đáng ngại, nghĩ rằng chỉ cần kê đơn thuốc. Ai ngờ sau khi bác sĩ nhìn thấy kết quả lại không muốn kê đơn thuốc cho cô, ngược lại dặn cô phải chú ý. Hóa ra theo kinh nghiệm của bác sĩ, Quy Hiểu hẳn là đã mang thai. Quy Hiểu sau khi biết được thì vô cùng kinh ngạc, hạnh phúc bật khóc. Rõ ràng chỉ nghĩ là cảm lạnh nhỏ lại nhận được bất ngờ ngoài ý muốn. Sau đó y tá chỉ đường cho cô đến khoa phụ sản nhưng cô từ chối, rồi dẫn đồng nghiệp đi ăn những thứ ngon nhất gần đó. Nhìn bộ dáng ăn ngấu nghiến của cô, đồng nghiệp sợ hãi nhắn tin cho Đoàn Nhu cầu cứu. Đoàn Nhu nói mỗi lần cô ấy làm như vậy chỉ có hai lý do, một là cực kỳ hạnh phúc, hai là vô cùng buồn bã. Lúc buồn bã thấy cái gì cũng ăn, lúc hạnh phúc sẽ nghĩ đến vóc dáng, đặc biệt là sẽ không ăn thịt vịt làm cho cô ấy béo. Thế là đồng nghiệp cố tình chuyển thịt vịt đến trước mắt Quy Hiểu xem thử phản ứng của cô ấy. Quy Hiểu nhận ra ý định của đồng nghiệp, bảo cô không cần lo, mình chỉ là đang rất vui. Sau khi về đến nhà cô liền nhắn tin cho Lộ Thần muốn báo tin vui với anh, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không gửi đi, chờ anh về rồi cho anh một bất ngờ. Bên này Lộ Thần chuẩn bị nghỉ ngơi về nhà, trước khi về còn tranh thủ đi tắm, vừa về đến nhà liền vào bếp nấu cơm cho vợ. Quy Hiểu từ sau lưng ôm lấy anh lại vô tình phát hiện ra một chiếc nhẫn. Lộ Thần còn cố ý nhắc nhở cô cẩn thận, đừng làm mất đồ trên tay. Quy Hiểu vui vẻ hỏi anh sao chưa hỏi mình mà đã mua rồi. Anh hỏi cô không thích à? Nếu không thích sang năm lại mua, vẫn không thích năm sau tiếp tục mua. Đến lúc đó sâu chuỗi thành một chuỗi treo trên cổ cô. Về già không ai nhiều nhẫn bằng cô cả. Quy Hiểu vui vẻ không khép miệng lại được, nhưng người thực sự tâm cơ nhất vẫn là Lộ Thần. Anh vì cản vận đào hoa để Quy Hiểu yên tâm đeo nhẫn lên ngón áp út trước. Quy Hiểu cũng nhân cơ hội kiễng chân ghé sát tai Lộ Thần báo với anh mình đã có thai. Lộ Thần ngay sau sững sờ tại chỗ, đến khi phản ứng lại vội vàng kéo Quy Hiểu ra khỏi bếp, lo khói dầu không tốt cho em bé trong bụng. Sau đó anh bắt đầu hoảng loạn lúng túng, suy nghĩ về việc xin nghỉ kết hôn, lễ cưới sẽ tổ chức như nào, còn ngày nghỉ phép không. Còn nói mai phải đến bệnh viện kiểm tra xem em bé được mấy tháng rồi. 3 tháng đầu là quan trọng nhất, mà người đầu tiên Lộ Thần muốn chia sẻ tin vui không phải là người nhà, mà chính là bạn tốt của anh Hải Đông. Hải Đông không thể tin được, cảm động đến phát khóc. Hải Đông muốn làm bố nuôi của con Lộ Thần. Lộ Thần cũng không khỏi cảm khái mình đã ở rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ có một ngôi nhà thực sự, cuối cùng lần này đã có rồi. Hôm sau đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cái thai đã được hơn 5 tuần. Quy Hiểu rất mong đứa trẻ này là được tạo ra ở Tiền Ninh, vì đó cũng coi như là quê hương thứ hai của Lộ Thần, cũng là nơi gắn kết hai người họ lại với nhau. Tiếp theo Quy Hiểu tìm Tiểu Sam muốn thay Lộ Thần trả tiền nhưng cô ấy lại từ chối, nói số tiền này là do Hải Đông hỏi mượn. Tình cảm của Lộ Thần và Hải Đông không phải là điều cô có thể hiểu được. Hồi trước Hải Đông đi học, anh ta đi gây sự với một đám lưu manh, nếu không có Lộ Thần ngăn lại, anh ta chắc chắn đã phế rồi. Cũng khuyên Quy Hiểu đừng xen vào chuyện của bọn họ, dù sao Lộ Thần cũng có lòng tự trọng của mình. Tiểu Sam cũng thấy vui thay cho Quy Hiểu, có thể cùng mối tình đầu đi từ đồng phục học sinh đến váy cưới, mà Lộ Thần lại nhận nhiệm vụ cần phải đi nơi khác một tháng. Anh vội vã xin nghỉ phép để về nhà. Trước khi đi anh làm cho Quy Hiểu một bữa ăn giàu dinh dưỡng, hơn nữa một chút công việc gia đình cũng không cho cô làm, không thể xách đồ ly nước cũng không cần rửa. Lộ Thần còn chuẩn bị đồ ăn nhét đầy tủ lạnh. Lộ Thần gọi điện cho Hải Đông nhờ chăm sóc Quy Hiểu và Tiểu Nam. Hôm sau trên đường ra sân bay, Lộ Thần biết được máy bay delay 2 tiếng đồng hồ, liền quyết định đi làm một chuyện quan trọng. Anh gọi cho Quy Hiểu bảo cô thay quần áo yêu thích, cầm căn cước công dân và sổ hộ khẩu, hai người sẽ đi đăng ký kết hôn. Lúc đi đến cục dân chính, Quy Hiểu rất căng thẳng vì dì của cô làm việc ở đây. Lúc này em họ cũng đi đến, nhìn thấy cô liền bắt đầu lải nhải không ngớt. Quy Hiểu thấy thời gian không còn nhiều liền kéo Lộ Thần đi vào bên trong, nhưng không ngờ trước họ còn tận mấy đôi nữa, nếu đợi thì có lẽ sẽ không kịp. Lộ Thần định về để lần sau, tuy nhiên em họ rất nhanh trí, đi lên nói với mọi người anh rể mình là cảnh sát đặc nhiệm, sắp phải đi làm nhiệm vụ, mong họ thông cảm thành công đổi được vị trí đầu tiên. Nhìn giấy chứng nhận kết hôn đóng dấu, Quy Hiểu cùng Lộ Thần đều lộ ra nụ cười hạnh phúc, sau đó lưu luyến không rời chia tay. Máy bay vừa hạ cánh, Lộ Thần liền tới gặp lãnh đạo báo cáo, tiếp nhận một nhiệm vụ nổ mìn căn cứ. Bên kia lúc thành lập căn cứ đào ra không ít bom thời chiến,
Trong lúc nhất thời không quyết định được chủ ý đành phải mời Lộ Thần tới, mà Lộ Thần đến đó mới phát hiện địa thế có chút phức tạp, khí hậu cũng không ổn định, đề nghị mau chóng lắp đặt thiết bị chống mìn. Nhưng vì đội cảnh sát đặc nhiệm mới thành lập, chỉ có anh có kinh nghiệm tháo dỡ bom mìn, vì vậy anh quyết định về thảo luận với lãnh đạo, xin thêm một người tới hỗ trợ. Nơi Lộ Thần làm việc tín hiệu không tốt, mỗi lần gọi điện thoại không những phải lái xe đi tận 10 dặm, mà còn phải leo lên một ngọn núi rất cao, nhưng chưa nói được mấy câu đã bị mất tín hiệu, trong lòng anh có chút khó chịu. Quy Hiểu cũng giống như vậy, bỗng nhiên cô có một ý định táo bạo, liền quay sang hỏi Đoàn Nhu có đi du lịch hay không. Mới đầu Đoàn Nhu có chút do dự, nhưng khi nhắc đến Minh Vũ liền lập tức đồng ý, vì cô cũng muốn gặp Minh Vũ một lần. Sau đó Quy Hiểu liền gọi báo cho Lộ Thần, vừa nói xong lại mất tín hiệu. Lộ Thần sửng sốt một chút rồi vui vẻ chạy về đội, còn gọi điện bảo Minh Vũ đến, nói là Quy Hiểu sẽ giới thiệu bạn gái cho anh. Minh Vũ nghe xong cũng không nghĩ nhiều, sau đó hai người cùng nhau đi đón Quy Hiểu. Lộ Thần đặc biệt lựa chọn ở chỗ này chờ Quy Hiểu, đó là bởi vì biển báo có một cái tên đặc biệt bảo bối. Nhìn thấy Đoàn Nhu, Minh Vũ lúng túng chào hỏi. Quy Hiểu và Lộ Thần vì muốn tạo cơ hội cho bọn họ để cả hai đi cùng một chiếc xe. Trước khi đi, Lộ Thần nhắc nhở anh ta bình tĩnh một chút, nhưng Minh Vũ vẫn rất căng thẳng, cuối cùng mất dấu không theo kịp xe của Lộ Thần. Lộ Thần đoán chắc là nhìn thấy cô gái mình thích nên quá căng thẳng quên xen đường. Quy Hiểu cũng cảm giác Đoàn Nhu đối với anh ta cũng có chút ý tứ, hỏi Lộ Thần có muốn tác hợp bọn họ một chút hay không, nhưng anh lại muốn để bọn họ thuận theo tự nhiên. Dù sao hai người họ nếu đến được với nhau thì quanh năm cũng phải sống xa nhau. Nếu họ thích nhau, đương nhiên sẽ xem xét những vấn đề thực tế này. Sau khi đến nơi, Lộ Thần một lần nữa nhắc nhở Minh Vũ không được làm mình mất mặt. Gặp nhau không bao lâu đã rụt rè ba lần, nhưng ngay cả ăn cơm Minh Vũ cũng không nói một câu. Đoàn Nhu nói là anh ấy câu lệ mà cô thì vì đau họng không nói được. Minh Vũ giải thích mình không giỏi nói chuyện với con gái. Đoàn Nhu cảm thấy rất lạ, không phải anh đã kết hôn rồi sao? Hóa ra trước đó anh ấy chỉ đi xem mắt, cảm thấy hợp nhau thì kết hôn chứ không yêu đương. Sau đó Lộ Thần đề nghị chia bàn, anh và Quy Hiểu nói chuyện yêu đương, còn Minh Vũ và Đoàn Nhu thì nói chuyện con cái. Quy Hiểu nói đến chuyện của Đoàn Nhu, cô ấy đã từng đăng ký kết hôn rồi, nhưng trước lễ cưới nhà trai không muốn ký thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, nên cô ấy đã hủy hôn ngay lập tức. Cô ấy muốn tìm một nửa còn lại có thể độc lập, để cô ấy có thể yên tâm làm việc. Cô ấy cũng thích một người có thế giới tinh thần mạnh mẽ, có khát vọng của riêng mình, mà Minh Vũ vừa vặn có những đặc điểm này, nên Quy Hiểu muốn tác hợp cho hai người họ. Nói xong chuyện của họ, Quy Hiểu nói đến chuyện của mình. Cô lấy ra thẻ ngân hàng của mình, còn có cả cổ phiếu đầu tư và mật khẩu két sắt. Nhìn Quy Hiểu nghiêm túc như vậy, Lộ Thần lắng nghe rất nghiêm túc. Thật ra cô lo lắng mình sinh con phòng trường hợp gặp phải tai nạn bất ngờ. Lộ Thần hỏi cô có hối hận không, nhưng chuyện mà cô hối hận nhất chính là sau khi họ chia tay anh trở về mà cô không đi gặp, nếu gặp được rồi sẽ ấn chặt anh trên giường luôn. Lộ Thần hỏi ngược lại, năm đó cô mới bao nhiêu tuổi chứ có dám không? Sau đó bọn họ trở về khách sạn, Lộ Thần cẩn thận cất trái cây cho cô. Cô cũng nói về những điều chú ý khi mang thai cho anh, để anh có cảm giác tham gia vào việc mang thai của mình. Lộ Thần cũng bởi vì ít chăm sóc bạn gái nên cảm thấy rất có lỗi, thân mật rửa chân cho cô. Anh rất ít nói nhưng tình yêu dành cho Quy Hiểu được viết trong hành động. Lúc này cô đột nhiên hỏi Lộ Thần có còn nhớ lần đầu tiên anh viết thư tình cho cô không. Lúc đó Lộ Thần bảo Kiếm Phong giúp mình chuyển cho Quy Hiểu một phong thư. Quy Hiểu nghĩ rằng đó là thư tỏ tình xấu hổ về nhà mới dám mở ra xem. Kết quả đó lại là thư xin lỗi. Đúng lúc này Lộ Thần cũng gọi tới hỏi cô đã hết giận chưa. Hóa ra bạn học trong lớp Quy Hiểu bàn tán cô và Lộ Thần đang yêu nhau. Lộ Thần tuy ngoài miệng nói mọi người chỉ hiểu lầm thôi, nhưng thực tế lại quan tâm đến mọi chuyện của cô. Mặc dù hai người không học cùng lớp, nhưng ngay cả chuyện Quy Hiểu bị cảm sụt xịt mũi anh cũng biết. Bên này Đoàn Nhu và Minh Vũ cùng nhau đi cưỡi lạc đà. Đoàn Nhu thấy Minh Vũ giữ khoảng cách với mình, liền nhắc nhở anh không cần như vậy. Nghe xong Minh Vũ mới dám đỡ tay Đoàn Nhu để cô leo lên lạc đà. Sau đó Quy Hiểu và Lộ Thần cũng tới, mấy người cùng nhau đi chơi. Minh Vũ và Lộ Thần đi một xe. Lộ Thần chê đối phương nhát như cái. Minh Vũ nói mình cũng có thích thích nhưng cảm thấy không xứng với người ta. Còn bên này Quy Hiểu cũng nói rõ mục đích của mình. Cô đến đây để gặp Lộ Thần cũng là muốn để Đoàn Nhu và Minh Vũ gặp mặt, xem hai người có thể thúc đẩy tình cảm hay không. Đoàn Nhu cho rằng Minh Vũ không có ý với mình, nhưng Quy Hiểu lại khẳng định là có. Hơn nữa Lộ Thần cũng thấy vậy. Sau khi đến nơi, Quy Hiểu và Lộ Thần cùng nhau đi cầu kính. Hai người đi tới giữa cầu nhìn phong cảnh xung quanh, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Minh Vũ thấy Đoàn Nhu sợ độ cao liền khuyên cô nên dũng cảm thử một chút, có lẽ sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Đoàn Nhu do dự một chút sau đó gật đầu đồng ý. Minh Vũ còn chủ động dắt cô đi về phía trước. Nhân cơ hội hôm nay bọn họ được nghỉ, Quy Hiểu đề nghị gọi mọi người trong đội cảnh sát Tề Ninh cùng nhau tụ tập. Rất nhanh mọi người đã đến. Buổi tối mọi người cùng nhau cắm trại nướng thịt rất vui vẻ. Quy Hiểu muốn nướng thịt với Lộ Thần nhưng bị anh từ chối, lý do là khói quá lớn không tốt cho em bé. Cô nói mình chưa bao giờ làm những việc này, hôm nay muốn trải nghiệm nó. Lộ Thần lo lắng bảo cô ngồi xuống, chỉ cần trải nghiệm cảm giác thèm ăn tăng lên, cho dù biến thành mập mạp anh cũng sẽ không ghét bỏ. Nhưng ngay khi chuẩn bị đi ngủ anh lại cách xa Quy Hiểu. Cô rất không hài lòng, cô đi xa đến đây thật không dễ dàng xong còn đòi anh hôn một cái. Lộ Thần đồng ý nhưng cô lại cảm thấy anh đang làm cho có lệ, ngay cả một nụ hôn cũng hời hợt. Thực ra Lộ Thần lo lắng đội viên bên ngoài nghe được, tai của họ thính hơn người bình thường rất nhiều. Quy Hiểu nói là vợ chồng hợp pháp sợ cái gì,
Cuối cùng Lộ Thần vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay Quy Hiểu, mà quả nhiên đội viên bên ngoài không chịu an phận, thi nhau đi nghe lén Lộ Thần và Minh Vũ. Bất đắc dĩ hai người họ chỉ có thể tắt đèn sau đó bất ngờ đi ra. Hai người liếc nhau một cái đề nghị muốn luyện binh. Mấy người nghe vậy vội vàng lấy cớ có việc bỏ chạy hết. Hôm sau Lộ Thần dẫn Quy Hiểu cùng đi tàu hỏa. Trên đường Quy Hiểu nói ra thiếu sót trong 10 năm này, một trong những bí mật của cô. Năm đó sau khi chia tay cô cũng từng nghĩ tới việc đi tìm Lộ Thần, thậm chí ngay cả vé cũng đã mua còn lên lịch trình rất chi tiết. Về phần lúc đó Quy Hiểu vì sao không đi, Lộ Thần vì sao trở về mà không nói ra, tất cả đều là vì họ còn quá trẻ. Buổi tối Quy Hiểu hỏi Đoàn Nhu cảm giác ở chung với Minh Vũ, biết được hai người chơi rất vui vẻ liền khuyên cô mở lòng thêm một chút. Lộ Thần thấy Minh Vũ đứng trước cửa sổ không nói một lời, anh liền hỏi cảm giác của anh ấy đối với Đoàn Nhu. Minh Vũ nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình, thật ra anh có thích Đoàn Nhu nhưng cảm thấy cô ấy rất xuất sắc, bản thân mình không xứng với đối phương. Lộ Thần thấy thế an ủi anh không cần suy nghĩ nhiều, được một cô gái tốt thích nên vui mới phải, được người tốt thích chứng tỏ anh xứng đáng. Hôm sau Lộ Thần vừa chấm dứt công việc liền đến khách sạn tìm Quy Hiểu, ngày mai cô sẽ phải rời đi, trong lòng cảm thấy rất không vui. Bên này Đoàn Nhu và Minh Vũ cùng nhau uống cà phê, Đoàn Nhu đã tỏ thái độ nói mình rất thích nơi này, ngay cả phép năm nay cũng đã dùng hết, phép năm tới cô cũng sẽ dùng để đến đây, mà cô lo lắng anh lái xe đêm muộn như vậy sẽ gặp nguy hiểm vì vậy đã giữ anh ở lại. Nhưng anh ấy chỉ nói rằng muốn ngồi trên sofa một đêm. Đoàn Nhu thật sự là hết nói nổi, chỉ có thể chuyển chủ đề, nói mình ngồi văn phòng quanh năm nên bị đau lưng. Minh Vũ cuối cùng đã quan tâm nói mình đã học được cách xoa bóp từ đồng đội, vì vậy liền bắt đầu xoa bóp cho cô. Nhưng ngay khi hai người đang trò chuyện vui vẻ, Minh Vũ lại đột nhiên nói lời cảm ơn, nói mình làm những điều này chỉ để báo đáp vì cô đã giúp mình trong Tiểu Nam. Lúc này Đoàn Nhu hoàn toàn không nói nên lời, chỉ có thể nhắm mắt đi ngủ. Nửa đêm tỉnh lại thấy Minh Vũ vẫn còn ngồi trên ghế, Đoàn Nhu liền gọi anh lên giường mà ngủ. Nhưng không ngờ Minh Vũ sợ tới mức chạy thẳng ra xe của mình. Sáng hôm sau Minh Vũ gõ cửa phòng Lộ Thần xin rửa mặt, nhờ lúc này Đoàn Nhu cũng tìm tới nói mình ngủ dậy không thấy Minh Vũ đâu cả, liền thắc mắc hỏi sao anh không rửa mặt ở phòng mình, đồ dùng đầy đủ hết mà. Minh Vũ nhút nhát nói bất tiện. Cảnh tượng này giống như bạn gái tức giận đang nói chuyện. Lộ Thần và Quy Hiểu đều cảm thấy bọn họ rất thú vị. Sau đó mấy người lưu luyến chia tay. Nhìn bóng lưng vợ rời đi, Lộ Thần hô to một tiếng bảo Minh Vũ nhanh chóng lên xe. Minh Vũ nghĩ rằng anh ấy vội vàng trở lại đội, không ngờ anh lại điên cuồng đuổi theo xe của Quy Hiểu nmuon tiễn cô thêm 10 phút nữa. Đoàn Nhu khen Lộ Thần bình thường lạnh lùng ít nói, nhưng một khi lãng mạn thì không ai bằng. Quy Hiểu hạnh phúc cười nói anh ấy không lãng mạn, chỉ là muốn nhìn mình thêm một chút. Đoàn Nhu bảo họ cứ từ từ mà nhìn, thời gian đèn đỏ này vẫn còn rất dài. Sau đó lúc Lộ Thần trở lại căn cứ ăn cơm, nghe thấy bên ngoài chuyển đến tiếng nổ. Vụ nổ này đã cướp đi sinh mạng của người đồng đội Lộ Thần, sụp đổ ngay tại chỗ. Anh không khỏi nhớ tới đội trưởng cũ của mình cũng đã hy sinh trong một vụ nổ. Mỗi lần nhìn bọn họ cứ như vậy rời đi, chính mình lại không thể làm bất cứ điều gì. Lộ Thần buồn bã không nói nên lời. Mà bên này Quy Hiểu vừa về đến nhà liền bị ốm. Lúc này nhận được tin nhắn của Lộ Thần, cô liền gọi lại cho anh. Cô đã cố gắng để điều chỉnh trạng thái của mình, sợ Lộ Thần nghe ra mình bị ốm mà lo lắng. Hôm sau Quy Hiểu đi gặp mẹ, lúc này bà mới biết con gái và Lộ Thần đã đăng ký kết hôn, liền đề nghị hai bên phụ huynh gặp mặt một lần, như vậy mới là phải phép. Đúng lúc này Quy Hiểu nhận được điện thoại của chị gái Lộ Thần, hóa ra bà Lộ bị bệnh nằm viện nhưng không có ai chăm sóc, chị gái bất đắc dĩ mới phải nhờ đến cô. Mà bà Quy biết tin cũng cùng Quy Hiểu đến bệnh viện, hai bà thông gia cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi Quy Hiểu tiễn mẹ đi liền trở lại phòng bệnh, bà Lộ gọi cô lại cùng nói chuyện, biết được chuyện bố mẹ cô đã ly hôn. Ngày đó khi mẹ Quy Hiểu quyết tâm rời đi mà không cả quay đầu lại, hiện giờ bà cũng đã có cuộc sống riêng của mình. Bà Lộ nghe xong như có điều suy nghĩ, bà chưa bao giờ nghĩ tới sống vì mình, lúc nào cũng chỉ có con cái. Lần này Quy Hiểu coi như đã khiến bà thức tỉnh, quyết định sẽ ly hôn với chồng. Bên này Lộ Thần kết thúc nhiệm vụ chuẩn bị về nhà, lại không ngờ gặp được bố vợ cũng ở đây. Ông ấy nhắc nhở anh là người đã có gia đình, sau này ra ngoài làm nhiệm vụ phải thật cẩn thận. Điều này có nghĩa là đã chấp nhận anh, khiến anh rất vui. Sau khi Lộ Thần trở về, Quy Hiểu lập tức chạy ra ôm lấy anh, ngay cả khi anh đi tắm cô cũng đòi đi theo, muốn tranh thủ từng giây từng phút ở bên anh. Tiểu Nam thấy vậy cũng không dám lên tiếng, sợ phá vỡ bầu không khí ngọt ngào của họ. Nhưng điều khiến Lộ Thần không ngờ tới chính là vợ mua thức ăn không phải là bị già thì lại quá ít, dẫn đến sau khi nấu cơm anh chỉ có thể ăn ít lại. Quy Hiểu thấy thế đem món ăn cuối cùng để lại cho Lộ Thần, nhưng anh biết cô thích ăn, nói rằng mình không đói chút nào. Sau khi ăn xong biết Lộ Thần trở về chắc chắn sẽ đến thăm bố mẹ, nên Quy Hiểu đã mua sẵn rất nhiều quà trong cốp xe. Lộ Thần không khỏi khen cô hiểu lễ nghĩa, cuối cùng cũng đã trưởng thành. Lần này anh tới là muốn khuyên mẹ nên dứt khoát ly hôn, còn đưa cho bà bản thỏa thuận ly hôn đã soạn sẵn. Sau đó Lộ Thần nấu cho mẹ một bữa cơm, rồi cầm đơn ly hôn đi tìm bố để ký tên. Gặp ông ấy Lộ Thần cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp lấy đơn ly hôn ra. Lộ Thần muốn biết suy nghĩ của bố mình. Ông Lộ thấy vợ đã ký tên trong lòng cảm xúc rất phức tạp. Lộ Thần nói chỉ cần ông ký tên chuyện còn lại anh sẽ lo hết. Ông Lộ lần này ngược lại rất bình tĩnh, hai bố con cũng không cãi nhau. Ông còn hỏi về chuyện của Quy Hiểu, muốn tìm thời gian gặp mặt con dâu một lần. Ông Lộ khen con dâu rất tốt, khi Lộ Thần đi vắng đã thay anh chăm sóc mẹ. Lộ Thần nói nếu bố không thể sửa được tật xấu trước kia thì nên ký vào đơn ly hôn,
nếu như còn muốn sống tốt với mẹ thì phải cải tà quy chính. Nhưng ông ấy nói mình muốn tự mình đi tìm bà ấy để giải quyết chuyện này. Khi ông Lộ bước vào nhà, bà Lộ sợ đến mức run rẩy. Tuy nhiên ông ấy tới là để xin lỗi mấy năm qua đối với bà ấy vẫn luôn không tốt. Bà Lộ nói mình cũng sẽ không trách ông. Dù sao những đứa trẻ không bị đối xử tệ về mặt kinh tế, cho các con đi học bình thường ăn mặc cũng rất hào phóng. Lúc này ông Lộ đột nhiên tỏ thái độ, nói mình sau này nhất định sẽ nghe lời vợ. Sau này nhà này vẫn do bà làm chủ. Bà Lộ nghe vậy thì cảm động rơi nước mắt, gia đình không làm loạn nữa. Đó cũng coi như giải quyết một căn bệnh nặng trong lòng Lộ Thần. Sau này có nhiệm vụ cũng không cần phải lo lắng về gia đình nữa. Đồng thời để chúc mừng bố mẹ bắt đầu lại từ đầu, ông Lộ còn đặc biệt mời cả xưởng cùng ăn tối. Mà bên này ông Quy cuối cùng cũng đồng ý ly hôn. Mặc dù ông rất miễn cưỡng ký tên hối hận vì sự phản bội ban đầu, nhưng vẫn dành những lời chúc tốt nhất cho vợ cũ. Bà Quy vô cùng vui vẻ đem tin tức nói cho Quy hiểu. Mà Lộ Thần sau khi về đến nhà xin lỗi Quy hiểu vì cả ngày bận rộn với bố mẹ không chăm sóc tốt cho cô. Nhưng Quy hiểu không trách anh, cô rất hiểu Lộ Thần. Tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng anh rất yêu bố mẹ mình. Hôm sau Lộ Thần phải đi làm, trước khi đi đã hẹn Quy hiểu thứ bảy mình về cùng đi khám thai. Buổi trưa Quy hiểu đang ăn cơm bỗng nhận được điện thoại của bà Lộ. Bà ấy đã biết chuyện cô và Lộ Thần đã đăng ký kết hôn, muốn cô cùng ông Lộ nói chuyện một chút. Đầu dây bên kia ông Lộ có chút căng thẳng, đề nghị để hai bên phụ huynh gặp mặt. Tuy rằng lúc Quy hiểu đồng ý rất bình tĩnh, nhưng vừa cúp điện thoại xong liền bắt đầu căng thẳng, hỏi Đoàn Nhu những lưu ý khi gặp bố mẹ chồng. Mà ông Lộ nhìn thấy điện thoại của vợ, hỏi sao đến giờ bà vẫn dùng cái điện thoại này. Nói xong liền quay người muốn đi mua cho vợ một cái điện thoại khác khiến bà Lộ rất bất ngờ. Buổi tối Quy hiểu dẫn mẹ đi gặp bố mẹ chồng, hai bên nói chuyện rất thuận lợi, Lộ Thần biết được cũng rất yên tâm. Rất nhanh đã đến thứ bảy, Lộ Thần đưa Quy hiểu đi khám thai. Vì người nhà không thể vào, Quy hiểu liền gọi cho Lộ Thần để anh nghe tin thai. Lộ Thần nghe được sững sờ một lúc, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. 7 tháng sau Lộ Thần nhận được nhiệm vụ bí mật cần phải trở về Tề Ninh. Vừa đến nơi anh nhận được một tố cáo từ người dân, phát hiện vật thể khả nghi tại trạm thu gom phế liệu nghi ngờ đó là một quả bom. Mấy người Lộ Thần lập tức chạy tới, lúc đang chờ Minh Vũ kiểm tra tình hình, Lộ Thần nhận được thông báo có mấy người lén lẻn vào. Vì vậy anh cho người chuẩn bị quần áo chống nổ, cũng để đồng nghiệp khống chế hiện trường, không nên quấy rầy quá trình xử lý bom bên trong để Minh Vũ yên tâm gỡ bom. Lộ Thần đã dẫn người đi tìm những người đột nhập. Đột nhiên chuyển đến một tiếng nổ, Lộ Thần vội vàng hộ tống người dân ra ngoài, sau đó nhanh chóng chạy về tìm Minh Vũ. Cũng may anh ấy đã mặc đồ bảo hộ chỉ bị ảnh hưởng một chút, liền vội vã đưa anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Tháng sau Quy hiểu sẽ sinh, biết Lộ Thần không kịp trở về thì cảm thấy rất buồn. Minh Vũ bị thương nặng ở chân cần phải lắp một tấm thép, sau phẫu thuật kiên trì trị liệu sẽ hồi phục lại bình thường. Nhưng hai tay bị thương nghiêm trọng cần phải điều trị thật tốt. Quy hiểu dự sinh vào thứ hai tuần sau, vì thế đã nhập viện chờ sinh. Đột nhiên hôm nay bố cô đến thăm nói cho cô biết Lộ Thần bên kia xảy ra chuyện, hiện tại đang cấp cứu. Vì vậy muốn dẫn cô đến Tề Ninh một chuyến. Bác sĩ Hứa là bạn của cô thấy vậy cũng xin nghỉ phép cùng đi. Quy hiểu trong lòng tràn ngập lo lắng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hai người đều khuyên cô kiên cường một chút, không nên quá kích động không tốt cho đứa nhỏ. Quy hiểu vừa xuống máy bay liền bị co thắt tử cung. Cảm thấy cơ thể không khỏe nhưng cô vẫn nhẫn nhịn đau đớn đến bên cạnh chồng, khóc không thành tiếng gọi tên Lộ Thần. Cô tin rằng anh ấy nhất định sẽ nghe thấy những gì mình nói. Mà Lộ Thần cũng rơi nước mắt đau lòng. Nghe Quy hiểu khuyến khích mình, anh ước gì mình có thể thức dậy ngay bây giờ, ôm Quy hiểu vào lòng. Tần suất co thắt tử cung càng ngày càng cao, Quy hiểu kiên trì không được chỉ có thể trở lại phòng sinh. Sau đó bên ngoài phòng sinh truyền ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh, đồng thời Lộ Thần cũng mơ màng tỉnh lại, thành công vượt qua cơn nguy kịch. Quy hiểu đến thăm Lộ Thần không kìm được nước mắt. Sau khi gặp Lộ Thần, Quy hiểu lúc này mới an tâm ngủ một giấc. Trong giấc ngủ cô trở lại 2009, lúc đó cô ở nhà nhàm chán đang định gọi cho Lộ Thần thì đối phương đột nhiên xuất hiện. Anh lái xe dẫn cô ra ngoài chơi. Quan hệ giữa hai người cũng ngày càng phát triển. 2010, Lộ Thần đang sửa xe thì bác bảo vệ nói có người tìm, đối phương là tới đòi nợ tình cảm. Lộ Thần nghe được kích động chạy ra thấy Quy hiểu cười tươi đứng ở cửa. Anh đưa tay vuốt ve mặt cô sau đó ôm cô vào lòng. 2011, Quy hiểu gọi điện cho Lộ Thần, tâm trạng cô đang rất tệ, muốn nói chuyện với anh lâu thêm một chút. Nhưng Lộ Thần lúc đó đang rất bận muốn nhanh chóng cúp máy, bảo cô chờ mình tập huấn xong sẽ trở về. Quy hiểu không ngừng rơi nước mắt xin anh đừng cúp máy, nhưng Lộ Thần không biết tâm trạng của cô lúc này, bảo cô hiểu chuyện một chút có được không. Quy hiểu tức giận nói nếu anh dám cúp máy thì không còn lần sau nữa đâu, cả đời này anh cũng đừng mong gặp lại em nữa. 2018, tại trạm xăng Quy hiểu gặp lại Lộ Thần sau 8 năm chia tay. Nghĩ đến tất cả những điều này Quy hiểu không khỏi rơi nước mắt. Bên này Lộ Thần lên sân thượng hít thở không khí, bố vợ và bác sĩ Hứa đi đến. Thấy bố vợ nói chuyện với con rể quá khách sáo, bác sĩ Hứa không nhịn được mà lên tiếng. Mà lần đầu tiên nhìn thấy bác sĩ khua ở sân bay, Lộ Thần còn cho rằng đó là tình địch, bởi vì ngoại trừ anh ra Quy hiểu chưa cười đùa với ai thân mật như vậy. Bác sĩ Hứa giải thích mình và Quy hiểu chỉ là bạn chung hoạn nạn. Lần đầu tiên họ gặp nhau đó là năm bố mẹ Quy hiểu ly thân, lúc đó anh chỉ là thực tập sinh, nhìn thấy Quy hiểu đang khóc không ngừng, anh không đành lòng tiến lên đưa khăn giấy cho cô. Anh tưởng cô buồn vì người nhà bị bệnh nặng, không ngờ cô lại nói là cãi nhau với bạn trai. Bác sĩ Hứa nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong bệnh viện mà khóc vì lý do này là một điều tốt, tốt hơn là gia đình bị bệnh. Thật ra anh chỉ cảm thấy Quy hiểu và bạn gái mình rất giống nhau.
lúc khóc đều không nói một tiếng, nước mắt thì chảy ra như lũ lụt. Sau đó mẹ Quy Hiểu phải nhập viện và đến nhờ anh giúp đỡ. Cứ như vậy hai người dần trở thành bạn tốt của nhau. Hơn nữa Quy Hiểu và vợ của bác sĩ Hứa vô cùng thân thiết, cái gì cũng kể với nhau. Lộ Thần nghe được anh ấy đã kết hôn với Thanh Mai Trúc Mã lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Hứa một lần nữa nhắc nhở Lộ Thần nhất định phải đối xử tốt với Quy Hiểu cả đời. Anh là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời cô ấy. Hai người nói chuyện xong thì mấy người Minh Vũ cũng tới. Các anh em thấy Lộ Thần hồi phục nhanh chóng trong lòng cũng đỡ lo lắng. Sau đó mấy người bắt đầu giúp Minh Vũ tán gái. Lộ Thần lấy điện thoại của Minh Vũ gọi cho Đoàn Nhu. Sau đó để các anh em giữ chặt Minh Vũ ép anh ta tỏ tình. Đoàn Nhu thấy Minh Vũ ấp a ấp úng, lại cho rằng tiền lương của anh không đủ để nộp học phí cho Tiểu Nam, liền nói rằng mình có tiền có thể nộp học phí cho Tiểu Nam giúp anh trước. Thấy Minh Vũ vẫn không trả lời, Đoàn Nhu cho rằng anh không muốn con học đàn. Ai ngờ anh lại bảo rằng chuyện nhà tôi sẽ do cô quyết định hết. Đoàn Nhu nghe vậy giật mình hỏi anh nói như vậy là có ý gì. Lộ Thần sốt ruột hỏi anh ta rốt cuộc có phải là đàn ông hay không. Đoàn Nhu, em có muốn kết hôn với anh không? Điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, Đoàn Nhu cũng trực tiếp bối rối. Minh Vũ bắt đầu thổ lộ nói mình thích cô từ lâu lắm rồi. Từ lần đầu tiên chúng ta gọi điện cho nhau anh đã bắt đầu nhớ thương em rồi. Nếu em cũng thích anh thì mình lấy nhau đi. Con người anh không có thói trăng hoa. Kết hôn với em rồi những cô gái khác anh coi là người ngoài hành tinh hết. Cả đời này anh sẽ là của em. Nếu em không đồng ý thì anh cũng sẽ không thích người khác nữa. Không ngờ Đoàn Nhu lại lập tức đồng ý, khiến Minh Vũ ngây ngốc tại chỗ. Mọi người thấy vậy lại tưởng anh bị từ chối, trách anh quá vội vàng dọa cô ấy chạy mất dép. Minh Vũ nói cô ấy đồng ý rồi nhưng anh lại cảm thấy không phải sự thật, hỏi Lộ Thần có phải Đoàn Nhu đang đùa hay không. Lộ Thần nói cô ấy không phải loại người đó. Các anh em lập tức nhào tới chúc mừng Minh Vũ sắp kết hôn. Mà bên này Đoàn Nhu đang lên kế hoạch chuẩn bị đi mua nhẫn, chỉ là không biết nên mua một hay hai cái. Liên tiếp mấy ngày Lộ Thần không gặp Quy Hiểu, hôm nay đẩy xe lăn đến phòng bệnh của cô, lại thấy cô vừa dùng chân nhàn nhã dỗ dành đứa nhỏ vừa uống trà sữa. Thấy Lộ Thần đột nhiên xuất hiện, cô vội vàng giải thích uống thứ này có thể tăng tiết sữa. Đây là lần đầu tiên Lộ Thần nhìn thấy con gái mình. Bác sĩ nói thông thường phải hơn một tháng em bé mới biết cười, nhưng Quy Hiểu nói con của họ đã biết cười từ hôm qua rồi. Thấy lúc này con gái không cười, cô liền đoán chắc là đang đói, vội vàng bế con gái lên chuẩn bị cho bú. Lộ Thần vốn nghĩ cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh vợ cho con bú, không ngờ Quy Hiểu thẹn thùng dùng rèm che anh ở bên ngoài. Đồng thời cô bảo Lộ Thần gọi điện thoại cho mẹ mình, dù sao cũng là trưởng bối lần đầu tiên gọi điện để bà ấy gọi trước thì không tốt lắm. Cô còn nhắc nhở mẹ mình và bố hoàn toàn không giống nhau, mẹ sẽ nghiêm túc hơn. Lộ Thần nghe vậy lập tức gọi cho mẹ vợ. Một câu mẹ của anh không ngờ lại khiến bà Lộ rất vui mừng. Bà nói nghe Lộ Thần gọi mình là mẹ cảm giác rất cứng rắn, nếu không quen thì cứ gọi là gì, bà không bận tâm những điều này. Sau đó liền kể lại những gì mình biết về anh. Bà nói mình luôn có thái độ hoàn toàn khác với ông Quy, vẫn luôn ủng hộ chuyện tình cảm của Quy Hiểu và Lộ Thần. Thậm chí ban đầu nghe nói bọn họ chia tay cũng cảm thấy tiếc cho hai đứa. Lộ Thần cũng không biết thì ra mẹ vợ lại thích mình như vậy, cũng không nghiêm khắc như Quy Hiểu nói. Rất nhanh đã đến ngày xuất viện, Quy Hiểu muốn đặt tên cho con gái. Lộ Thần đặt tên con là Lộ Sơ Dương, tương ứng với Thần Hiểu. Trước khi kết hôn Lộ Thần hưng phấn không ngủ được. Cho dù mọi người đều nói không thể gặp cô dâu một ngày trước khi kết hôn, nhưng anh vẫn nhịn không được tới tìm Quy Hiểu. Giống như mấy năm trước đứng trên nóc xe nói chuyện với cô, anh nói trong ví của cô có một cái thẻ. Với anh mà nói cơm không ăn ở căn cứ thì là ở nhà. Quần áo chủ yếu mặc đồng phục vì vậy không cần tiêu một xu nào. Tất cả tài sản và con người đều thuộc về cô hết. Quy Hiểu cũng ngay lập tức hiểu được tại sao đám cưới lại đến muộn. Hóa ra Lộ Thần đã lên kế hoạch từ lâu. Hôm sau Lộ Thần dẫn theo phù rể đến đón dâu từ sớm, không ngờ cửa lớn trống rỗng không thấy ai cả. Tất cả mọi người đều ngây ngốc tại chỗ. Hóa ra đây là ưu đãi mà Tiểu Sam dành cho Lộ Thần, không hề làm khó anh một chút nào. Dù sao hai người họ cưới nhau cũng không dễ dàng, hơn nữa anh cũng lập rất nhiều công lao, hôm nay sẽ không có ai ngăn cản anh, rất Quy Hiểu hết. Cô bảo họ cứ yên tâm mạnh dạn bước vào. Hơn nữa các phù dâu còn đích thân mở đường cho Lộ Thần. Khoảnh khắc nhìn thấy cô dâu Quy Hiểu xinh đẹp ngọt ngào, Lộ Thần một lần nữa ngây ngốc tại chỗ. Dưới sự thúc giục của mọi người anh mới phản ứng lại. Mọi người đã cắt hết các bước nhưng vẫn cần Lộ Thần cõng Quy Hiểu xuống lầu. Quy Hiểu thấy Hải Đông lấy tiền của Lộ Thần phát lì xì, vội vàng bảo anh ta tiết kiệm một chút, tiền của Lộ Thần cũng là của mình. Lộ Thần nói mọi người rất vất vả đã đi cùng mình từ sáng đến bây giờ, nhưng thật ra Quy Hiểu đã sớm chuẩn bị xong bao lì xì. Từ bài phát biểu hôn lễ của Lộ Thần mới biết được, hóa ra anh đã yêu Quy Hiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên và ủ mưu trong một thời gian dài. Quy Hiểu nghe xong rưng rưng vì cảm động. Tất cả mọi người ồn ào đòi cô dâu chú rể hôn nhau một cái. Quy Hiểu thẹn thùng bảo anh không cần làm thật nhé, nhiều người như vậy tượng trưng một cái là được rồi. Sau khi tiệc cưới kết thúc, Hải Đông bảo Lộ Thần đi tìm Quy Hiểu. Khách Hứa đã có mình và anh em tiếp đãi, con gái cũng do Tiểu Nam chăm sóc, chỉ để cho anh và Quy Hiểu có thêm thời gian ở bên nhau. Mà Lộ Thần cũng thay chiếc áo sơ mi đã chuẩn bị sẵn. Chiếc áo này anh đã mặc khi tình cờ gặp Quy Hiểu ở trạm xăng. Sau đó hai người tay trong tay đi bộ trở lại những nơi trong ký ức, xem như bù đắp tiếc nuối lúc trước. Thấy đôi tình nhân trẻ cãi nhau không khỏi nhớ Lai Minh lúc trước, trông giống như họ khi mặc đồng phục học sinh. Điều duy nhất không giống là Lộ Thần tự tin hơn cậu bé đó. Quy Hiểu chạy rồi anh vẫn có thể đuổi theo. Hai người đi đến quán mì quen thuộc. Ông chủ hỏi hôm nay họ kết hôn sao lại đến đây ăn mì.
nhưng vẫn vui vẻ đi làm hai bát mì cho họ. Sau đó hai người lại đi đến trường trung học cũ. Quy Hiểu thừa nhận trước đây có một đống nữ sinh luôn nhìn trộm lộ thần, còn cô không thèm nhìn trộm cô nhìn công khai. Thật ra Quy Hiểu đã nói rất nhiều về những điều này, nhưng lộ thần vẫn nghe mãi không chán. Khi hai người định vào trường lại bị bảo vệ ngăn lại, không thể tùy ý ra vào cho dù lộ thần nói anh rể là hiệu trưởng trường ở đây cũng không được. Cuối cùng nói chỉ đi dạo trong sân mới cho vào, nhưng bảo vệ vẫn không hiểu mùa hè nóng thế này lại đến đây đi dạo làm gì. Quy Hiểu nhìn vào cây lớn quen thuộc vì họ gặp nhau lần đầu tiên ở đó. Lộ thần lo lắng mặt cô sẽ bị cháy nắng, cũng biết Quy Hiểu đi lâu như vậy nhất định là mệt mỏi. Vì vậy trước khi đến đây anh đã mượn anh rể chìa khóa xe đạp. Ai ngờ vẫn bị bảo vệ ngăn lại không thể đi xe đạp trong khuôn viên trường. Cho đến lúc này chúng ta mới biết Lộ Thần thực sự là một người đàn ông tâm cơ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Quy Hiểu, anh đã nghĩ cô gái xinh đẹp này từ đâu đến thế nhỉ? Mà bạn của cô ấy tình cờ là em họ của anh. Vì vậy anh đã cố tình đến tìm em họ ngoài miệng nói là xin lỗi cô ấy. Vì buổi sáng mình phải trực nhật sợ đến muộn nên không chào hỏi. Thực tế là hỏi thăm em họ về cô bạn gái gần đây cô ấy chơi cùng. Từ đó biết được cô gái mình thích tên là Quy Hiểu. Vì vậy ở mọi ngóc ngách của khuôn viên trường, chỉ cần có tiếng của Quy Hiểu là Lộ Thần đều sẽ mượn cơ hội tiến lại gần. Hôm nay anh nghe Quy Hiểu thảo luận về điểm số với bạn cùng lớp, nghe lỏng được cô ấy hóa ra là một học sinh giỏi. Và cuộc trò chuyện đầu tiên của họ chính là dưới cây lớn trong khuôn viên trường. Anh vừa chuẩn bị đứng dậy đi học lại nhìn thấy Quy Hiểu đang đứng uống nước. Từ đó về sau anh liền nhớ rõ đây là thức uống yêu thích của Quy Hiểu, còn cố tình hỏi em họ cô gái này là ai. Vì thế em họ liền gọi Quy Hiểu qua giới thiệu cho hai người quen biết, mà Quy Hiểu cũng căng thẳng đến nỗi không nói được lời nào, ngay cả uống nước cũng bị sặc. Cảnh này lại một lần nữa chinh phục được Lộ Thần. Sau khi quen nhau, Quy Hiểu bắt đầu trở nên mất tập trung trong lớp học. Bạn học nữ bàn bên bảo cô bạn nam vừa nói chuyện với cô là hot boy của trường mình. Lúc này Quy Hiểu mới biết thân phận của anh, mà Quy Hiểu dẫn đội chạy trong sân thu hút sự chú ý của Lộ Thần. Sau đó anh thấy Quy Hiểu trên sân bóng rổ, cố ý để cho bạn cùng lớp cho mình vào sân chỉ để thể hiện trước mặt Quy Hiểu. Đáng tiếc chủ nhiệm lớp 12 đột nhiên xuất hiện, ngăn cản anh tiếp tục chơi bóng rổ, lo lắng cơ thể sẽ bị thương ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh đại học nửa tháng nữa. Mà Quy Hiểu cũng vì vừa học giỏi vừa xinh đẹp, sau giờ học bị một đám nam sinh bao vây, ngăn cản đường đi của cô. Cảnh này vừa hay bị Lộ Thần nhìn thấy, anh nhanh chóng quay lại và chạy đến giúp Quy Hiểu. Mọi người vừa nhìn thấy là Lộ Thần cũng không dám tiếp tục gây rắc rối, nhưng buổi tối tan học chúng đã vây đánh anh. Ngày hôm sau Quy Hiểu nghe nói các học sinh lớp 12 tối qua đã đánh nhau. Cô cho rằng Lộ Thần vì mình mà đánh nhau vội vã chạy lên lầu tìm anh. Nhưng khi thấy anh ấy không bị thương, cô chỉ đi ngang qua giả vờ như không có gì. Mà Lộ Thần ở căng tin nhìn thấy em họ và Quy Hiểu cùng nhau ăn cơm, cố ý mua đồ uống Quy Hiểu thích đưa cho em họ, nhân cơ hội đặt một chai ở trước mặt Quy Hiểu. Tuy nhiên Quy Hiểu nghĩ rằng anh chỉ để tạm ở đây nên cũng không dám uống. Cho đến khi em họ nói không sao cô mới dám cầm lấy, để nghe được các tin tức của Quy Hiểu. Mỗi khi tan học Lộ Thần đều sẽ đợi em họ đi cùng nhau. Hôm đó em họ nói với anh căng tin trường gần đây đổi đầu bếp ăn không còn ngon nữa, vì vậy cô và Quy Hiểu đều phải ăn bên ngoài cổng trường. Lộ Thần nghe xong chủ động nói mình sẽ nấu vài món để em họ mang đến trường ăn với Quy Hiểu. Mà Quy Hiểu nghe nói là Lộ Thần làm, ngay lập tức cảm nhận được hương vị ngon gấp 10 lần nhà hàng. Lúc này em họ đột nhiên nói Lộ Thần đã đăng ký vào trường cảnh sát sẽ không ở Bắc Kinh, nếu lần sau gặp lại chỉ có thể là nghỉ đông hoặc nghỉ hè. Quy Hiểu nghe được tin tức này trong lòng có chút buồn bã. Ngày thi đại học Quy Hiểu cố ý đến căn tin của trường. Sau khi mua một ly kem cô nhìn vào phòng thi của Lộ Thần, không ngờ trong kết quả thi đại học lại không có tên của anh. Thật ra là Lộ Thần đã bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau đó Lộ Thần đi học lại đó có lẽ là duyên phận ông trời sắp đặt cho họ. Hôm nay Hải Đông rủ anh chơi bia, anh nói rằng mình không có tâm trạng. Nhưng Quy Hiểu vừa đến anh lập tức có hứng thú, chủ động tiến lên chơi một ván với cô. Không ngờ ngày đầu tiên đi học Lộ Thần vì người bố say xỉn của mình mà đi học muộn, còn bị giáo viên phạt vì không mặc đồng phục. Quy Hiểu thấy thế liền đưa huy hiệu trường của mình cho anh. Giáo viên nhìn thấy nhất định sẽ vui vẻ. Quả nhiên chiêu này có hiệu quả. Giáo viên nhìn thấy huy hiệu trường liền tha cho anh. Lộ Thần cảm ơn Quy Hiểu, đồng thời nói thầy giáo đã lấy bài thi của cô làm bài giải mẫu của lớp mình, vì vậy anh muốn mượn để xem một chút. Quy Hiểu vui mừng vội vàng đem bài thi của mình đưa cho anh. Lộ Thần sau khi mang về nhà coi nó như bảo bối, mà khi anh trả lại cho Quy Hiểu cô cũng vui vẻ nâng niu những bài thi này. Rất nhanh kỳ thi tuyển sinh đại học đã bắt đầu. Khi vào phòng thi hai người động viên nhau, cả hai đều thi đậu vào trường đại học mơ ước của họ. Lộ Thần đỗ vào trường cảnh sát và sắp phải rời đi, vội vàng lấy cớ đi gặp bà của mình, đến bệnh viện tìm em họ nhờ cô ấy giúp mình hẹn Quy Hiểu ra ngoài. Bà ngoại đuổi anh về mấy lần mà anh không chịu đi, cho đến khi Quy Hiểu xuất hiện không ngờ vừa xuống đến sân, anh liền hỏi Quy Hiểu có thích mình hay không, sau đó lại quay lưng về phía cô và đưa tay ra. Quy Hiểu ăn ý cầm tay Lộ Thần. Từ đó tình yêu nồng nhiệt của họ bắt đầu. Khi hai người chia tay, Lộ Thần coi như mất đi nửa cái mạng. Tình cảm của anh dành cho Quy Hiểu sớm đã khắc ở trong xương cốt. Trong 10 năm chia tay anh đều viết thư cho Quy Hiểu, mặc dù chưa một lá thư nào được gửi đi. Cho dù cho rằng Quy Hiểu hẳn là đã kết hôn, anh cũng không bao giờ bỏ cuộc. Cho đến khi Quy Hiểu đến Tề Ninh khiến anh quyết tâm giành cô trở lại. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo.
Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.